Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng đạo tràng tu tập của chùa Vô U ở lần thứ 20 này, lời đầu tiên thầy xin kính nguyện chư Phật gia hộ cho tất cả quý Phật tử có được sự an lạc trong tu tập của mình. Kính bạch ni sư trụ trì, kính thưa cùng toàn thể đại chúng ni, chúng con cũng xin được gửi lời vấn an sức khỏe của chư tôn trưởng lão ni với lại các vị đại đức ni đã bắt một nhịp cầu cho chúng con được gặp gỡ và chia sẻ với tất cả quý Phật tử trong đạo tràng của Vô U Tự. Chúng con xin được kính nguyện Đức Phật gia hộ cho quý chư tôn đức ni khuyển thân thường lạc, đại nguyện viên thành. Thầy chẳng qua chỉ là một ông thầy tu thôi, rồi lâu lâu thì làm thêm ông thầy giáo, nhưng mà quý Phật tử thì quý mến, rồi quý cô ở đây cũng mến, cho nên là giới thiệu là nổi tiếng chứ cái đầu trọc lóc mà nổi cái gì, phải không? Mình đi tu có gì đâu mà nổi. Nhưng mà chỉ có một điều là thầy chỉ dụ được bà già với nít. Hồi nãy sư trụ trì có nói đó, nói con coi bóng mây con còn khóc. Chứng tỏ là sư dễ mũi lòng. Quý vị ở đây đa phần là coi băng đĩa của các thầy nhiều, cho nên là về vấn đề nhận thức cho sự tu học của mình, thầy nghĩ rằng là quý Phật tử đã có căn bản. Nhưng mà bây giờ xin phép hỏi quý Phật tử một câu nè. Mình tới đây mình tu tập, có thật sự là chúng ta thấy an lạc không? Thiệt không? Vậy mà kiếm chỗ nào có gốc cột ngồi, xí cái chỗ nào dòm mặt ông thầy cho nó rõ nữa. Có không? Có dành chỗ không? Đừng nói không, có hết. Chúng ta tới chùa chúng ta tu an lạc là chuyện hiển nhiên rồi. Nhưng sau khi chúng ta rời khỏi đạo tràng,
chúng ta trở về với gia đình, quý vị có thấy an lạc không? Có không? Không tin. Thầy không tin. Tại vì sao? Tại vì nếu có an lạc thì không có những Phật tử mà gọi điện thầy ơi con khổ quá, hỏi khổ làm sao, bây giờ ổng mê con quỷ đó rồi. Có an lạc không? Đó. Rồi thầy ơi con khổ quá, có một đứa con bây giờ nó cũng không nghe lời con, nó nghe lời người ta nó bỏ nhà nó đi rồi. Khổ không? Thầy ơi con khổ quá, có nhiêu tiền cho mượn chúng giật hết rồi. Mình tu ở đạo tràng, mình an lạc, đây là chuyện hiển nhiên. Nhưng mà rời khỏi đạo tràng, chúng ta trở về với đời sống thường nhật, chung quanh tất cả người thân ở tại gia đình, mà chúng ta được an lạc, đây là một điều không phải đơn giản. Quý vị có đồng ý là mình vẫn còn phiền não không? Còn nhiều không? Đương nhiên rồi, nếu mà còn ít thì thầy phải nắm áo quý vị. Tại vì chính thầy đây còn phiền não, đừng nói chi quý vị. Những cái phiền não chúng ta cứ nghĩ như là nó không có đầu, nó không có đuôi, nó không có nơi khởi thỉ và cũng không có chỗ để kết thúc. Rồi mình đổ thừa, tự nhiên cái là đổ chuyện xuống, tự nhiên ở đâu nó nhào chuyện ra, làm cho mình phải căng thẳng, làm cho mình phải phiền não, làm cho mình không ăn được, không ngủ được. Như vậy làm thế nào để cho chúng ta có thể tìm được sự bình an giữa muôn trùng những phiền não đây? Vâng, để giúp quý vị có một quan điểm nhỏ trong đời sống tu học, hôm nay thầy xin phép trình bày với toàn thể đại chúng của đạo tràng Phô Ô qua chủ đề chế ngự phiền não. Chế ngự phiền não tức là chúng ta có thể tóm thâu được phiền não và mình đè bè phiền não xuống, gọi là chế ngự phiền não. Cái chữ chế tức là mình nắm nó lại, mình túm nó lại, gọi là chế, giống như khống chế đó. Ngự tức là chúng ta làm cho nó không còn nhúc nhích được. Này mới nắm nó còn dễ dùng ha, đằng này mình đè nó xuống, nó mà chót chét giả vô mặt nó. Chế ngự phiền não là vậy, tức là nắm được phiền não và không làm cho phiền não có cơ hội để phát sinh. Cái đó gọi là chế ngự phiền não. Nhưng mà muốn chế ngự phiền não thì trước hết chúng ta phải biết nhận chân cho được phiền não là gì. Giống như mình muốn hết bệnh thì mình phải biết mình bị bệnh gì, phải không? Mình phải biết mình bị bệnh gì thì mình mới hết bệnh được. Bác sĩ đó muốn chữa hết bệnh cho bệnh nhân là phải chẩn đoán chính xác bệnh lý, rồi mới đưa ra giải pháp là dùng thuốc gì, rồi phải ăn uống ngủ nghỉ sinh hoạt ra làm sao để bệnh có thể giảm. Chúng ta muốn chế ngự phiền não, trước hết chúng ta cũng phải nhận diện phiền não. Theo quý vị thì mình có bao nhiêu phiền não? Xin phép hỏi anh trước đi, anh có bao nhiêu phiền não? Dạ, yeah, anh đứng lên anh trả lời cho đại chúng nghe coi. Đây là bài học sống nha. Dạ, yeah. Mô Phật với Đại Đức Giảng Sư, nếu mà Đại Đức hỏi con về vấn đề phiền não thì con cũng nói thật là trong lòng cũng có nhiều phiền não. Anh chứ... kể cho thầy nghe ba thứ thôi, chứ nhiều quá nghe không nổi. Dạ, yeah. Trước tiên là phiền não về cái tâm. Phiền não về cái tâm. Yeah. Cái tâm anh bị gì mà phiền não? Vì cái tâm mình là còn ở ngoài tại gia, biết tu hành nhưng mà cũng có những cái ở ngoài trần, nó cũng có những cái cám cảnh cho cái tâm mình, nó có sanh những cái chuyện mà không được tốt. Không được tốt là sao? Thí dụ như mê cờ bạc, mê rượu chè hay là mê ấy. Ai cũng biết là phiền não từ cái tâm rồi. Nó ai cũng biết là phiền não từ cái tâm, nhưng mà tâm mình á là nó đang bị phiền não bởi cái gì? Thí dụ như làm ăn thất bại, nó hay là
tình nghĩa nó không có còn được vẹn tròn giống như ngày đầu gặp gỡ ấy. Dạ thưa thầy, nếu mà nói vấn đề mà về cái tệ nạn thì con là người tại gia nhưng mà cũng biết tu hành, thành ra con không có. Nhưng mà nói rằng phiền não về tâm mình đó là về những cái chuyện mà cái ước muốn mình mà mình không được. Chẳng hạn như là bây giờ thí dụ như con muốn thường xuyên đi chùa, nhưng mà cái công việc mình đi làm thì cái giờ mình làm, thì giờ mình rảnh thì không có đi được. Nhưng muốn lại đi lại nghe những buổi thuyết pháp của mấy đại đức thì giờ mình làm không đi được. Cái đó là một cái, có là một cái phiền não của mình. Đó là cái phiền não của con thấy là ước muốn mình chưa được. Và cái thứ hai nữa thì cũng vấn đề mà ở ngoài cảnh đời, vấn đề gia cảnh, thì nhiều khi con cái nó chưa có giác ngộ, chưa có duyên Phật pháp. Bây giờ mình, bây giờ như con muốn mà có những băng đĩa cho con cái nó nghe, nhưng mà cái sự trần ở ngoài nó cám dỗ nhiều quá, không muốn nghe được, thì con không nghĩ rằng tới đó là mình không làm tròn. Cái đó mình làm tròn, nhưng mà tại vì chưa có duyên để mình giác ngộ con cháu. Và một cái nữa là cũng như là cái tâm đó, nhiều khi mình muốn được là trong gia đình khuyên dụ, không hay là kêu gọi tất cả những con cái, nhưng mà cũng nghĩ rằng cái đó cũng là do cái tâm mình phiền não, mình cũng còn có những cái mà không trọn vẹn nên nó xảy ra những cái mà ngoại cảnh như vậy. Theo thầy nghĩ anh kể nãy giờ thì chưa phiền não lắm. Chẳng dạ, qua không? Là anh muốn mà nó chưa có được. Dạ. Mà cái muốn của anh cũng không đến nỗi là nó xấu, phải không? Không anh rồi. Chỉ cảm thấy khó chịu một chút thôi, chứ chưa đến nỗi phiền não. Thí dụ như là người kia sang ngang, rồi tiền bạc không có, con cái cãi cọ, cho nên cái phiền não của anh nó có chút xíu rồi. Thôi ngồi xuống. Dạ, không rồi. Cảm ơn anh đạo tràng, cho một tràng vỗ tay đi. Cái phiền não của anh này á, thì gốc vẫn là phiền não, nhưng mà thực chất đối với đời sống thường nhật chưa là phiền não. Anh á, là chẳng qua là anh muốn đi chùa mà anh vì công việc anh đi không được. Trong này có nhiều người muốn đi chùa, chồng cấm đón không cho đi kìa, thậm chí còn đập còn đánh, cái đó mới là phiền não. Nó còn anh tu, anh muốn coi băng đĩa, anh muốn vận động người khác coi, mà 10 người có 5 người coi vậy là nhất rồi. Có người mở đĩa lên chồng tới đập luôn cái tivi, mày mê thầy chùa hay mày coi hoài vậy? Cái đó mới là phiền não. Anh đồng ý không? Cho nên phiền não của anh ấy có chút xíu à, nó phiền não nhiều đâu. Được rồi, cảm ơn anh. Dù sao anh cũng nói thật cái lòng của anh, nhưng mà xin được thay mặt đạo tràng gửi lời chúc phúc cho anh. Anh sống đời sống tốt rồi đó. Dạ, cảm ơn anh. Rồi bây giờ xin mời một cánh tay khác. Mời bác ngồi hàng thứ ba đây. Bây giờ bác có thể nói cho thầy biết ở trong cuộc sống bác có những cái gì mà bác cảm thấy phiền não. Không phải là cái này là chuyện ở trong nhà đem ra ngoài đường nói, nhưng mà mình nói để mình biết được mình đang bị bệnh gì thì mình mới có khả năng trị hết bệnh. Và bác có thể đứng lên ạ, hay là quỳ lên cho nó rõ. Cầm cái máy kê sát cái miệng bác nói cho mọi người nghe. Một Phật con xin. Một Phật xin xá. Thì bây giờ bác phiền não về cái gì? Ai kêu bác phát biểu, người ta hỏi sao trả lời như vậy? Trời ơi. Bây giờ bác có phiền não gì trong cuộc sống của bác không? Tức là điều gì mà làm cho bác cảm thấy canh cánh nhất trong lòng, và mỗi lần khi nhớ tới bác có thể không cầm được nước mắt? Cái đó gọi là phiền não đó. Đó là con, cái phiền não của con là rất là nhiều, lớn nữa. Nhiều mà còn lớn nữa. Cỡ anh này không? Thôi nói một thứ thôi. Dạ. Cái gì mà làm cho bác phiền não nhất trong cuộc sống này? Con có nhà. Không có vàng nè. Không có nhà. Dạ. Tức là không có nhà ở. Dạ. Là phiền não nhất. Tức là phải ở đậu. Dạ. Phải thuê chỗ ở. Dạ. Ở nhờ thầy. Ở nhờ người ta hả? Dạ. Sao bác không vô đây chùa này ở? Dạ con còn còn gia đình. Gia đình là gì vậy? Mấy chục năm được rồi vô chùa. Dạ. Cứ nói thẳng với mấy người đó, giờ tôi mệt rồi,
tôi ở mấy chục năm tôi mệt rồi, giờ tôi vô chùa chịu không? Dạ không được. Bác dám nói không? Dạ không. Thấy không? Dạ. Biết phiền não nhưng không rút chân ra khỏi phiền não, đây là nỗi khổ nhất cho tất cả chúng ta trên con đường học đạo. Vâng, cảm ơn bác. Vô phải. Thôi đừng có khóc, có chỗ ở nhờ là nhất rồi, có người còn nằm ngoài công viên kìa, nằm ở dưới gầm cầu kìa, người ta còn khổ hơn nữa đó. Kính thưa cùng tất cả chúng hội, qua cái sự bày tỏ của hai vị Phật tử trong đạo tràng thì quý vị thấy đó, phiền não thực ra nó thực tế lắm trong cái cuộc sống này. Mình đến chùa, thầy biết tất cả quý Phật tử là tạm thời gác lại những ưu tư, những lo lắng trong cuộc sống của mình. Như bác này thì không có cái nhà, chung quy cũng là do không có tiền, phải không bác? Làm ăn thất bát, rồi cộng thêm con cái nó không chí thú, rồi gia đình người thân, thí dụ như chồng hoặc vợ cũng không có hết lòng, hết trách nhiệm. Cho nên cuối cùng từng tuổi này mà còn phải ăn nhờ ở đậu, đôi khi nghĩ cũng tuổi thân, phải không? Con người ta sống thì có cái nhà, chết thì có cái mồ. Cho dù đó là cái chòi tranh vách đất, nó cũng là cái nhà, một cõi riêng của mình. Còn ở chung chạ, ở nhờ người khác thì cái tâm trạng nó khổ lắm. Rồi còn anh này thì khổ là gì? Anh muốn mà không được, muốn đi nghe thuyết pháp cũng không được, tại vì mất đi làm ăn, mất đi công việc, nói đơn giản là mất đi kiếm tiền, phải không? Thầy có nói câu đó, cái có mấy Phật tử nói trời không có tiền sao tu thầy. Trả lời thẳng vậy đó, không có tiền sao tu, thầy nói mắc mới vậy không có tiền không tu. Vì quý Phật tử đó nghĩ rằng có tiền mới có thể đi tới chùa được, rồi có tiền mới có thể đi bố thí, đi phóng sanh được. Thầy nói người ta có tiền người ta bố thí, mình không có tiền thì mình làm gì? Mình ngồi mình niệm Phật, phải không? Người ta có tiền người ta đi phóng sanh, mình không có tiền thì mình ngồi mình lần chuỗi mình niệm Phật, công an có bắt đâu. Chứ đâu phải tu là phải đi bố thí, phải đi cúng dường, phải đi phóng sanh, là phải đi xây chùa, là phải đi làm tất cả những chuyện mà có đụng tới tiền. Không nhất thiết là như thế. Chúng ta có thể ngồi nhớ lại tất cả những buồn vui của cuộc đời của mình trong khoảng thời gian qua, và mình nhìn nó một cách trung thực. Vì sao chúng ta đi qua một chặng đường dài, sống hết lòng với người thân mà mình vẫn chịu khổ đau? Đó cũng chính là tu tập. Cho nên tất cả quý Phật tử đừng có ngại trong cái chuyện khổ đau. Vì có nhìn thấy khổ đau thì chúng ta mới có được cái tâm thôi thúc để bước ra khỏi khổ đau. Nói như thế không phải là chúng ta lì, chúng ta chấp nhận khổ, mà vì chúng ta rút chân không ra được. Biết khổ mà vẫn không ra được, giống như bác này đó, thấy không có nhà, chứ bây giờ khi vô chùa cái cũng đâu có vô được. Khơi khơi vậy đi chùa sao được, còn biết bao nhiêu mối lo. Còn con cái có đứa thì có tiền, có đứa không có tiền, có đứa chưa lập gia đình, nghề nghiệp nó không ổn định, cuộc sống long đong làm sao vô chùa tu được, phải không? Cho nên đến đạo tràng tu tập đây thực sự chỉ là cái bề mặt bên ngoài thôi. Bên trong nội tâm vẫn còn trĩu nặng những lo toan, những phiền muộn trong cuộc sống của mình. Quý vị đồng ý không? Đó là chỉ nói về một mặt vật chất thôi, chứ thậm chí thầy thấy có nhiều Phật tử đi tới chùa kìa, tới chùa thầy tu xong cũng xin ở lại ngày, mà chùa thầy thì đâu có cho nữ ở lại. Thầy hỏi lý do vì sao? Con buồn lắm thầy, con không biết con làm lỗi làm gì mà ổng đi riết, ổng không về, rồi nghe đâu bây giờ có hai ba người con với người đó rồi. Có nhiều khi đi chùa cũng vì tình cảm. Chúng ta không có thể kềm nén được nữa cái cảm xúc khi mất đi tình cảm dành cho người thân. Nói cho ai nghe được, nói ra thì xấu thiếp hổ chàng, phải không mấy chị? Cho nên cuối cùng thôi thì đem tâm sự này gửi vào cửa thiền. Ông Phật ông nghe riết ông cũng cắn lưỡi ông chết.
ai cũng buồn phiền, ai cũng khổ sở hết. Phiền não mà. Mà cái tình cảm theo quý vị nó khổ hơn về vật chất hay là nó khổ ít hơn? Quý vị xem phim nhà giàu cũng khóc chưa? Trong đây có ai nhà giàu cũng khóc không? Nhiều. Nghèo khóc là bình thường mà giàu cũng khóc. Điều này có nghĩa rằng tiền chưa phải là giải pháp đem tới sự bình an cho chúng ta, mà tình thâm trong gia đình, cái tình cảm đó mới làm cho mình cảm thấy khổ sở nhất. Như hôm qua đó, có một người mẹ dẫn một đứa con tới nhờ thầy dạy giùm, là đứa con này nó yêu cầu ba mẹ nó phải ly dị, không ly dị nó đi bụi đời. Mà nó con gái mới 13 tuổi đi bụi đời kiểu gì, mà nó lớn lắm, 13 tuổi thầy thấy nó chắc bằng 18 tuổi, nó cao, nó to, nó bự lắm. Rồi mẹ nó không chịu, mẹ nói ba nó đâu có lỗi gì đâu, phải nó nói bây giờ phải chọn, một là chọn ba nó, hai là chọn nó. Mà không hiểu lý do vì sao nó không đồng ý ba nó sống trong gia đình. Sau khi thầy nói chuyện với nó, thầy mới tìm hiểu ra, mới biết là vì ba nó cấm đón nó chơi bạn bè, và đặc biệt nó có bạn trai. Nó có một người bạn 18 tuổi mà anh chàng này thì lại là la cà quán xá, coi như thành phần xấu. Ba nó cấm đón nó, mới tán nó một bạt tai thì phải, cho nên là nó không đồng ý. Và mẹ của nó nói cái gì đó, nó yêu cầu mẹ nó cái gì mà mẹ nó không làm, thì nó lấy dao nó rạch lên tai nó một đường. Thay cho câu trả lời, không cần trả lời, hai cái tai nó rách nát hết. Quý vị thử nghĩ coi. Thầy mới nói nó bây giờ làm cái đó, nó có cảm thấy cảm giác như thế nào, nó thấy nó vui. Trời, nó trả lời vậy đó, mà nó lì con gái, mà nó vừa lì mà nó như vậy, thầy nghĩ con nhỏ này tiêu rồi. Thầy mới nói bây giờ đó, con cứ đem những cái vết cắt này đi hỏi một người nào mà nó thương nhất, nó mến nhất, nó quý nhất và nó tin nhất trong cuộc đời, coi con người đó nhận những cái vết rạch này trên tay nó có đồng ý không. Nó là miễn sao nó vui là được. Nó thì muốn tự do, nó không muốn ba mẹ nó quan tâm tới cuộc sống nó. Nó nói trước đây thì nó muốn ba mẹ nó quan tâm, bây giờ nó không muốn nữa, tại vì ba mẹ nó quan tâm chừng nào nó bực mình chừng nấy, cho nên bây giờ nó muốn đi ra khỏi nhà. Thầy nó 18 tuổi con có quyền đi, nhưng mà dưới 18 tuổi con không thể đi đâu được. Vì trẻ, vì thành niên phải có sự bảo hộ, không có cha mẹ phải có chú bác, phải có người bảo hộ, nếu mà đi ra ngoài là không có được, pháp luật là như vậy. Người mẹ không biết phải làm sao. Rồi nó ra hạn cho mẹ nó là từ đây cho tới 12 giờ đêm mẹ muốn nói gì mẹ nói với con, qua 12 giờ đêm con sẽ không bao giờ nói chuyện với mẹ nữa. Báo cho mẹ nó biết vậy. Quý vị thấy phiền não không? Bây giờ mình lâm vào cái hoàn cảnh con của mình nó còn nhỏ, nó mới có mười mấy tuổi mà nó nổi loạn, nó muốn quậy phá như vậy, thì quý vị nghĩ coi nó khổ đến mức nào trong đời sống tu tập của chúng ta. Quý vị tới chùa niệm Phật yên lòng không? Thầy nghĩ không có yên rồi. Bây giờ quý vị ngồi thiền có thể tĩnh tâm được không? Còn đầy dậy những mối lo đó thì chúng ta tu như thế nào đây? Con cái đã làm khổ mình vậy, huống chi là chồng là vợ thì khổ tới mức nào nữa, phải không? Cho nên thưa tất cả quý Phật tử, thầy nghĩ cái vấn đề mà khổ về tình cảm đó thì quý Phật tử rành nhiều hơn các thầy các cô ở trong chùa. Khổ nhiều. Cái khổ nhất là chúng ta gặp cảnh phũ phàng, hoặc giả là chúng ta mơ ước thật nhiều nhưng mà sự thật thì không có bao nhiêu. Khi gặp chuyện rồi chúng ta mới thấy là mình giống như bị lầm, mình bị hố hàng, giống như Lam Phương viết vậy đó, quý vị thấy không? Tôi đã lầm đưa em sang đây, để giờ đây nghe tiếng thở dài. Quý vị biết khi thầy nghe cái khúc hát đó ở trên xe, thầy có lúc thầy đi xe đò thầy nghe hát, thầy thấy sao ông này ông viết hay quá. Tại vì nghĩ là người đó tới, mình gặp người đó mình sẽ vui, mình sẽ hạnh phúc, vì khi mình chưa sống chung đó mình sẽ có những cái ước mơ, toàn là giấc mơ hồng. Khi đụng chuyện rồi, gặp rồi mình mới thấy là mình lầm, phải không?
Có hai vợ chồng anh chị đã gây lộn trước mặt thầy luôn ở trong chùa đó. Mà thầy thấy là có học nha, người có học thức lịch sự lắm. Đó. Chị mới nói con nói thiệt cái thầy á, họ đó đó lịch lãm lắm, ít nói lắm. Còn bây giờ đó hả, nói chuyện lạp xạ từ sáng tới tối, mà ở dơ như quỷ. Thầy nói hồi đó có ở dơ không? Nói không, hồi đó thơm tho sạch sẽ đi ra đường bóng bẩy lắm. Bây giờ ở dơ con riết rồi con dọn con chịu không nổi. Anh chồng thì cằn nhằn lại, nói thiệt cái thầy hồi đó nghe thì hiền lành, con tưởng nó lại nghe là nữ sinh, té ra rước về mới biết mình trúng nhầm nữ tặc. Hai vợ chồng cãi với nhau rồi kể với nhau nghe. Thầy tự nhiên thầy nghĩ hồi xưa hồi gặp nhau toàn là 10 điểm không phải không? Có nghĩa là chúng ta luôn hướng về nhau bằng những cái đẹp mà chưa chuẩn bị để đón nhận những cái xấu. Cho nên khi về gặp những cái xấu rồi chúng ta phiền não. Bây giờ ai là người gỡ phiền não cho mình? Đó, cái chị vợ chị nói con nói thiệt với thầy, ổng mà ngủ xuống ấy, con tưởng nó còn lạc vô cái xưởng cưa cây. Mà âm vậy. Thầy chỉ có một cách quán tưởng thôi. Mình đừng có nghe đó là tiếng của máy cưa cây, mà mình nghe tiếng như tiếng chế linh hát vậy con. Dễ ngủ không? Dễ ngủ không? Quá dễ ngủ. Mà vợ bà nói thầy mắc cười quá là mắc cười đi. Tức là bà khai ra luôn. Bà nói đã vậy mà còn mê gái nữa. Đó. Bực cái mình. Cho nên á, ai mà rước đi á, có ăn mừng cái nhà này cho được bình yên. Giận quá nói như vậy, chứ thực ra người khác rước bắt đầu ngồi đây khóc. Đó là những biểu hiện của phiền não giữa cuộc sống đời thường. Chúng ta là Phật tử, chúng ta có thoát được những cảnh này không? Chưa thoát được chứ phải không. Đừng có khép lại cánh cửa, đừng vội quay lưng với cánh cửa đã khép. Bởi vì một cánh cửa đã khép đồng nghĩa với một cánh cửa khác được mở ra. Chúng ta phát tâm tu tập đó, phiền não này chúng ta vẫn chưa thoát được. Bây giờ làm sao để chúng ta có thể sống yên với lại phiền não, sống có thể là không có bị dao động từ những phiền não này? Đây là một bài toán hết sức là rắc rối để đi tìm đáp án. Thầy mới nói với cái chị đó, thầy mới nói đối với thầy thì thấy bình thường. Hễ mà ổng ngáy thì thầy nói là chế linh hát. Hễ mà ổng đi du hí với lại bạn bè quán xá la cà thì thầy nghĩ giống như là ổng đi làm chuyện gì đó cho mình, đi mua bó rau bó hành vậy cho nó khỏe. Nghĩ vậy tự nhiên đầu nó khỏe đó. Rồi ổng mà quăng dài dép này kia cái nọ đó thì mình rảnh thì mình dẹp, còn không rảnh thì thôi. Mà khi nào mình dẹp thì mình hoan hỷ. Nó, mình bóc cái đồ dài mình bỏ vô cái kệ, mình đọc câu thần chú liền: nguyện cho ai mang dài này kẻ đó mau thành Phật. Không, chén bát ăn không chịu xếp vô thì bắt đầu mình đi xếp, mình dọn. Nó rồi mình nói luôn: nguyện cho ai ăn chén này kẻ đó mau thành Phật. Quý vị làm được không? Phải làm, tại vì nếu mình không nói được câu đó mình sẽ nói những câu khác nghe không được. Mà nghe không được nhiều lần nó sẽ thành cái thói quen. Cho nên ông chồng nói nữ tặc là như vậy. Nó chỗ hồi đó hiền lắm nghe thầy, còn bây giờ nghe nói chuyện toàn là muối không, không có đường. Thầy nó bình thường, chuyện nó bình thường, mình có thể mình hóa giải được bằng một quan điểm mới. Cái chị chứ thầy không có chồng cho nên thầy không có biết. Có chồng nó khổ lắm, phải không mấy chị? Tự nhiên đem nói một câu sanh giờ thầy không có chồng thầy không biết khổ. Lãng dễ sợ. Quý vị thấy khổ không? Đối với thầy, thầy nghĩ khổ một chút thôi. Chính cái khổ đó nó là nguyên nhân để kích phấn cho chúng ta tìm ra được những biện pháp để đối diện với khổ. Mà khi tìm ra được biện pháp, chúng ta thực tập biện pháp, đó gọi là quá trình tu tập. Thì như vậy chúng ta muốn giải thoát phiền não thì phải nhận cho ra được phiền não. Mình thì có cái cách xử lý là né tránh phiền não, đúng không? Thí dụ như hai vợ chồng gây lộn thì mấy anh làm gì? Như chú có gây lộn với bả lần nào chưa? Không, hỏi lại quá khứ vàng son ấy. Từ xưa giờ không gây lộn lần nào hết hả? Thiệt luôn hả? Giận chút rồi hả?
Rồi lúc giận thì bác làm gì? Bỏ đi đâu? Xong rồi trở về, đúng không? Nhưng mà khi đi ra ngoài đó, bác có cảm thấy thoải mái không? Rồi trở về gặp lại cái mặt của bà chầm dậm đóng rồi, bác có thoải mái không? Khi trở về rồi gặp cái mặt của bà lẫy giận giận vậy rồi mình có thoải mái không? Mình đi hơi về rồi bà cũng hết giận luôn. Bà hết giận? Dạ. Chứ sự gì mà hỏi thiệt, lúc gặp lại có mắc cỡ không? Chứ thầy là mắc cỡ lắm á. Tự nhiên cái lộn xong rồi cái giờ cái gặp lại cái năn nỉ thôi mà mình ơi, trời ơi ghê quá. Dạ. Không có vụ mà mắng nỉ, bởi vì mình không có cái sai trái gì xa. Không có sai trái. Xấu xa hết, thành ra rồi cũng giận nhau gì cái chuyện cái nghèo cái giàu đồng tiền đó chút xíu vậy thôi. Chứ phải chi mà mình có vợ lớn vợ nhỏ này kia thì thấy cũng hơi khó à. Giận lâu, cái đó giận lâu lắm. Cái đó giận lâu lắm. Chứng tỏ là có giận nữa không? Có kinh nghiệm nữa không? Không, cái đó thì thấy nghe thì biết rồi. À, vậy đà Phật, thôi được rồi, cảm ơn chú. Quý vị thấy đó, tâm lý chúng ta trong gia đình mà gặp chuyện gì căng thẳng chúng ta bỏ đi, chứ mình ngồi đó ăn lát là cháy nhà, phải không? Bỏ đi là một giải pháp tốt, nhưng nó chỉ là giải pháp hiệu quả nhất thời, chứ không thể lâu dài được. Ở đây á, nó hay ở chỗ là khi giận chúng ta im lặng. Im lặng nhưng mà không phải là chúng ta không nói là nó hết chuyện. Có người im lặng nhưng mà rồi hãy đợi đấy, rồi đây mi sẽ biết tay ta. Phải không mấy chị? Đó, mấy chị không nói thì mấy chị bắt đầu khóc. Tâm lý mấy cô là vậy, khóc. Cho nên có cái anh nói con sợ nhất nước mắt của vợ con. Thầy hỏi ảnh sợ nhất cái gì, ảnh nói con sợ nhất nước mắt của vợ con. Khóc rồi đó là thầy biết, cái khóc 3 tiếng đồng hồ vẫn còn khóc, mà ngồi thúc thích khóc hoài. Khóc kiểu đó không tàn mạc sao được. Mà khóc xong rồi còn kể nha, kể chuyện đời xưa, cái chuyện ngày đầu gặp gỡ cho tới bây giờ mấy mươi năm ông làm khổ tôi ra làm sao, kể hết. Nghe xong ông thầy, ông chồng ông là muốn chết luôn, mà cũng cứ kể hoài, rảnh kể chuyện đời xưa cho ông nghe. Đức Phật nói cái niềm vui đó, khi mình tránh phiền não, mình né mặt trước những căng thẳng, niềm vui đã có nhưng nó mong manh. Cũng giống như người mà bị tội tử hình, tuyên án thì tuyên án chung thân, thì cái người đó họ mừng lắm, họ nhảy tưng tưng lên, trời tôi không phải chết, vui lắm. Nhưng mà khi bị lính áp tải trở về trại giam thì biết rằng cả cuộc đời mình không thoát khỏi 4 bức tường thì cũng chết. Nhưng mà chết chậm, biết mình chết chậm, mình vui lắm, cái vui đó nó mong manh. Cũng giống như là chú vậy đó, giận quá không biết làm gì, đập một cái ly hay là đá vào cánh cửa cái rầm, hoặc là nạt một câu mệt quá, bực mình quá, rồi bắt đầu đi hát karaoke, đi kiếm chiến hữu liện lam lạm ly, hay là kiếm bạn bè tâm sự. Tất cả những cái đó thưa đại chúng nó hiệu quả lắm, nhưng chỉ nhất thời thôi. Xong rồi trở về lại, cho nên nãy thầy hỏi chú đó, xong rồi trở về lại thì mình vẫn tiếp tục với cuộc sống và đối diện với phiền não. Nếu cái người đối diện mình mà có lòng bao dung thì chúng ta sẽ thở vào. Nhưng mà mình về mình lén lén cái lâu lâu cái mình liếc coi cái mặt của bà làm sao, tươi hơn không, phải không chú? Hay là sụ sụ đó là mình biết rồi, chiến tranh lạnh chưa kết thúc. Vẫn phải đối diện với phiền não. Cái đó chuyện lớn nữa chứ đừng nói. Nhưng mà bây giờ là vậy đó. Ta thấy phụ nữ cũng vậy, giận chồng bây giờ cũng đi uống rượu. Uống rượu xong còn mà đặt đi vô chùa nữa chứ. Vô chùa bắt đầu cái giải bài tâm sự, mà nói ai, nói cho ông thầy nghe, ngày ba người nói ông thầy là ông chết rồi, ông tẩu quả nhập ma rồi. Ta thấy bây giờ sao có nhiều người có chọn cho mình những cái giải pháp kỳ quá, giận chồng cái đi nhậu. Thầy nói trời đất, có phụ nữ mà cũng uống rượu nữa hả? Thì mấy cô nói vậy chứ đàn ông uống được mà tại sao phụ nữ không uống được hả thầy? Tại thầy thấy dữ quá, thầy nói A Di Đà Phật, được, uống đi con, uống đi. Uống xong rồi mày chết.
đâu dữ quá, là mình biết ngay người ta đang gặp phải một cái cảnh tình rất là bức xúc. Những vị đã thường ngày đến chùa hiền lành, rất là tốt, nhẹ nhàng tu tập, nhưng khi đụng chuyện rồi mới thấy được là họ có thể tạo nghiệp bất kỳ lúc nào khi không bình tĩnh để hóa giải phiền não. Đó, như vậy Phật tử đó, bao nhiêu tiền để dành dụm để đó, té ra ông chồng lấy hết luôn, lấy hết tiền cho một cô gái kia, rồi hai người biến đi nước ngoài luôn, lấy cả chục tỷ đồng. Cho nên thất vọng, chưa bao giờ cảm thấy buồn phiền mà bây giờ lại buồn phiền, tức là nơi nương tựa không còn, và tình yêu thương dành cho người đó, người đó không đáp ứng lại, lại còn sang ngang, thì sống trong cảnh đó thầy thấy khổ thiệt. Thường ngày tới chùa niệm Phật tinh tấn lắm, tu hành, tại vì lúc đó nó an rồi, lòng nó an ổn rồi, quy về một mối, chồng con đều cũng thuận hết. Nhưng bây giờ tự nhiên đến chùa với một cái tâm không ổn định, người thì sai lướt khước, nói năng thì vô chừng vô độ, thì mình biết ngay phiền não nó ở ngay trong cuộc sống giữa gia đình và từ những giềng mối quan hệ của chúng ta, nhất là người thân, là vợ với chồng, con cái, trong những giềng mối đó thôi. Cho nên tu tập chúng ta cũng phải tu theo hoàn cảnh. Mình nghĩ là mình tới chùa mình tu, nhưng mà một tháng, xin lỗi quý vị, đi tới chùa được bao nhiêu lần? Và cho Phật tử nào siêng năng lắm là một tháng 4 lần, 4 ngày chủ nhật, phải không? 4 ngày chủ nhật đi 4 chùa tu các đạo tràng. Thầy biết bây giờ là nhiều chùa mở đạo tràng tu tập đó, cũng là một cái nhân duyên tốt cho Phật tử tới để tu tập. Thầy một tuần chúng ta tới 1 ngày. Tất cả những cái sự tu tập của chúng ta, quý vị tính đi, tinh tấn lắm thầy nghĩ một tháng mình tu 4 ngày, còn lại 26 ngày chúng ta tu ở đâu? Ở gia đình, ở nhà. Chúng ta ở ngay cái lò lửa đó, ở ngay cái gốc phiền não đó, ở ngay cái chỗ mà mình bực mình ở đây, giống như cái địa ngục, phải không? Khi vui vẻ thì mình cho đó là thiên đường, khi khổ sở phiền não thì mình kêu trời than đất, trời ơi sao tôi khổ vậy, tôi ở trong cái nhà này giống như ngục tù. Có không mấy bác? Có than vậy không? Khổ quá không biết làm sao, cho nên chúng ta nói như vậy. Nhưng thử hỏi bây giờ chúng ta có thoát ra khỏi cánh cửa ngục tù đó không? Vô chùa tu là không được rồi. Thậm chí tới đạo tràng niệm Phật như anh này nghe thuyết pháp đó cũng là khó khăn lắm, chứ không phải đơn giản. Cho nên quý vị phải có một nhận định rõ ràng rằng phiền não giữa những quan hệ của người thân, và tu tập ngay nơi đạo tràng của gia đình. Tới đạo tràng ở trong chùa chỉ tiếp sức thôi, thêm định lực, thêm nghị lực và thêm phước lực cho chúng ta, để mình có đủ sức để mình về gia đình chúng ta tu tập. Hay nói đơn giản, tới chùa là để sạc pin, để sạc pin, phải không? Đó, mình tới mình tu tập một ngày, có người còn không tắt điện thoại được mà còn phải lo chuyện này còn lo chuyện kia. Quý vị biết ở chùa thầy kìa, tu một ngày nha, là đa phần Phật tử ở xa tới đó, mà 3 giờ chiều á, thầy đứng ngoài sau lưng thầy còn nghe có cái cô đó gọi điện về nhà: mày bao cho tao cái lô đó liền nghe, sắp sổ số rồi đó, tao thấy con bướm đậu lên tay áo ông thầy đó, gớm không? Mai là con bướm nó đậu chứ con bồ cạp đậu, rồi đánh số mấy. Trời ơi, đi tu mà còn đánh số đề, mà 3 giờ chiều thầy đứng ngoài sau lưng á, thầy nghe hết, mà gọi điện mà rầm rầm, tại vì đạo tràng thì đông người cho nên nói chuyện lớn cho gia đình nghe, tại nói gấp mà lén lén nói nữa, tại cái thất của thầy là tuốt ở phía sau, cái thất của thầy phía sau đó là nó gần với cái khu vệ sinh nữa, cho nên đi ra ngoài sau đó gọi điện nói lớn thầy nghe, thầy đi ra, thầy ra thầy thấy, trời ơi la rầm rầm, cái tự nhiên quay lại gặp thầy: A Di Đà Phật, không có gì đâu, con xin sám hối. Trời ơi, lúc mà kêu gọi điện mà bao lô đó thì nói chuyện mạnh mẽ, nói chuyện mà thầy thấy giống như là diệt tiệt sư thái ở Nga Mi Sơn phái xuống núi vậy. Còn quay lại cái A Di Đà Phật làm như tu hành tinh tấn lắm. Để quý vị thấy được rằng sự tu tập của chúng ta nó mong manh lắm, nó không đủ cơ duyên,
Đó là mình phát tâm đó. Chưa kể tới mình vô trong đạo tràng mình tu tập còn có những tình trạng ma cũ ma mới nữa. Thì có không? Nó có người gật đầu liền kìa. Ma cũ ma mới thì cũng sanh tử hết ráo, cho nên mày là ma đi rồi mày ở đây. Có ông bác đó đi tới chùa thầy tu tập mà xuống tìm ngay thầy mắng vốn á. Mắng vốn á nha. Con hỏi thầy nè, con già cả rồi, con đi vô toilet vậy mà cái cô đó nhất định chặn con lại 1 phút không cho con vô, mà con hỏi thầy con già con nín đâu có được. Thầy tưởng đâu gặp thầy để hỏi chuyện gì, té ra thắc mắc về cái chuyện đi vệ sinh tại sao bị chặn. Thầy hỏi tại sao vậy? Nó đó, đó cái cô đó đó, cô nói cổ làm việc ở đây lâu rồi cho nên giờ bác chờ 1 phút đi. Thầy phải dẫn thầy đi tới gặp cái cô đó để xử tội cô đó. Trời ơi, bà già bà dữ ghê sợ. Thầy mới tới thì cái cô đó, cô nói dạ thưa thầy, tại vì con đang xịt nước cho nên nó trơn, con mới nói bác chờ 1 phút để con quét cho xong rồi bác đi vô. Tại vì cái toilet là phải đổi dép ra chứ không thôi là đi nó trơn. Vậy mà bà không chịu đó, mà bà la rồi, bà nói trời ơi tôi nín đâu có được. Kéo tới thầy trụ trì để mắng vốn. Thầy nói thôi bác, không sao đâu, mai bốt mà bác có muốn đi đó, thầy bác đi xuống bác nói là bây giờ bác lớn tuổi rồi chứ bác đừng có la, thì người ta cũng sẽ dẫn bác đi vô thôi. Tại vì bơm nước á, xịt nước nó mạnh lắm. Vì quy định là 30 phút bơm nước xịt một lần, xả hết toàn bộ khu toilet đó cho nó sạch, là nước là phải quét. Còn cái bà kia còn dữ hơn nữa quý vị biết. Ở Cần Thơ thì đạo tràng chùa thầy tu tập á, ở đây không biết ni sư có cho đăng ký không, ni sư mấy sư có cho đăng ký không, ở chùa thầy là phải đăng ký tu á, tại vì số lượng đông á, đăng ký để mình biết để mình lo cái vấn đề thức ăn tới 2-3 ngàn người. Thì lúc đó là 10 giờ, có một phái đoàn ở Cần Thơ đi 200 người đi tới, sẽ tới cái xin tu luôn rồi cái ăn cơm. Mà quý vị biết 200 người thì đâu phải là 20 người, làm sao mà làm thức ăn kịp, cho nên phải chuẩn bị 2.500 phần ăn cho hành giả trước, rồi cái phần đó làm sao, nhưng mà cũng nhanh thôi chứ không có trễ. Thì khi dọn cho Phật tử ăn thì cũng bắt đầu là dọn cho bên đó, mà có cái bà đó bà la à, tao nói cho tụi bay nghe, tự hậu nghe không, từ đây sắp tới đứa nào mà rủ tao đi chùa tao chửi cha. Trời ơi, nói vậy. Thầy mới đi ra, thầy gặp thầy một bà già nghe, ăn trầu nghe, ăn trầu mà xỉa cục rút xỉa chà bá vậy nè, đẩy qua đẩy lại vậy mà nghe, trời ơi cái mặt này thấy không có hiền, dữ quá, cỡ khoảng 65-66 tuổi gì thôi. Thầy nói bác đói bụng hả, bác ngồi chờ chút xíu đi. Cái thầy mới nói với mấy chú lấy nước ra uống, cái rót mấy chú rót ly nước trà, bà nói nóng mắt dịch luôn cho uống nước trà. Trời ơi, bà nói với thầy vậy đó. Cái xong thầy nói thôi lấy cho bác ly nước trà đá. Cái bà nó già rụng răng hết, rủ nước đá gì. Trời ơi, cái gì bà cũng không chịu hết trơn á. Thầy nói bác ngồi chút xíu đi, rồi để dọn cơm cho bác ăn. Cảm ơn, nhịn đói quen rồi. Thầy hỏi bây giờ bà muốn cái gì. Nín. Mình hiền á, bà làm tới thầy giữ lên cái bà nín liền. Tại vì bà chưa bao giờ thấy thầy hung dữ. Mà thật sự thầy giữ không có được, tại vì cái mặt thầy nó hiền lành mà. Thầy nói bác đi trễ, bác chờ chút xíu thôi, có cơm ăn, chứ bây giờ đã 200 người là nấu không có kịp bác. Bác thấy không, bác kêu nấu gói mì, con của bác nấu nhanh nhất cũng là 5 phút một gói mì đó. Bây giờ 200 gói mì bác nhân lên đi là bao nhiêu phút, mà bác chờ có 1 tiếng đồng hồ chứ có cái gì đâu. Thầy biết bác là ở Cần Thơ đi xa, tức là đi từ 2-3 giờ sáng, đói bụng thì thôi thì đói rồi chờ chút xíu, chứ giờ bác la vậy rồi bác có hết đói không đó. Cái này ở chùa mình tới đây mình tu tập, bác kham nhận một chút đó chính là tu tập thôi. Kỳ sao đó bác có tới, bác chịu khó bác gọi điện tới chùa chừng nửa tiếng thôi, chùa nấu cơm mà chờ bác tới dọn cho bác ăn ha. Quý vị biết bà làm gì không? Ngọt quá ha. Ý như mấy bà hội đồng ở quê, thầy mới nói bác à, bác vô chùa mà vậy chứ ở nhà chứ không biết con dâu nào chịu nổi với bác. Bà nói con nói thiệt với thầy, tôi nói thiệt với thầy, tiếng trước chứ tiếng sau tôi giả chạc vô mặt nữa. Quen. Cái này phải nói là cái tập khí nó quen,
quen từ nhỏ tới lớn. Bà được nuông chiều, thầy biết ngay đây là tiểu thơ. Bà là tiểu thơ rồi lớn lên rồi được chồng chiều, rồi ngồi trên nhung lụa, cho nên giơ tay sỉ ra là phải có người răm rắp nghe theo. Bà quen rồi, cho nên thầy mới suy nghĩ một câu: bác này mình phải xuất chiêu. Thầy nói: bác, con của bác là vàng là ngọc, còn con gái người ta về làm dâu bác là dịch là gà hả? Thầy nói: bác ơi, lớn tuổi rồi, mà hãy lớn tuổi là có nghĩa gần với cái bệnh, gần với cái chết, gần đất xa trời rồi. Sống để cái đức lại cho con cháu nó thương, chứ nó không thương nó xa lánh, bác là người khổ hơn mấy đứa con. Có một lúc bác sẽ cảm thấy cô đơn, con cái nó không dám tới gần, tại vì bác khó khăn quá. Ở đây thầy nói khó khăn là nói lịch sự thôi, chứ thực sự là bác quá hung dữ. Nó ra ngoài đường nó cũng sẽ nhục nhã với bạn bè, tại sao mình phải là con của một bà mẹ quá hung dữ. Bắt đầu thầy xuống giọng nam ai: bác cứ nghĩ đi, mình có đứa con ngoan mình tự hào, mình có đứa con hư mình cũng mắc cỡ, thì con của mình nó cũng có những cảm xúc y như mình vậy đó. Có một người mẹ nhân từ đạo đức nó sẽ hãnh diện với đời, và ngược lại có một bà mẹ quá ư là nghiêm khắc ác độc thì nó sẽ không dám tiếp xúc với ai. Mà nó: trời, sao thầy nói giống nhà con quá vậy, mấy đứa nó cứ ru rú trong nhà, nó không dám bước chân ra đường, nó không dám gặp ai chứ. Con hỏi nó làm sao, nó không muốn gặp, nó gặp nó xấu hổ lắm. Là bác nghĩ đi, bác đẻ ra con của bác, bác nói nó chỉ dạ trước mặt thôi, sau lưng nó không nghe, nó không làm theo, nó né luôn, nó để cho vợ nó muốn làm gì làm. Bác nghĩ con làm sao? Rồi còn con gái là né luôn, về ở nhà chồng rồi, con bận rồi, mẹ xin lỗi mẹ con không tới được này kia. Cho nên có lúc con cũng thấy buồn lắm thầy. Con ở với con dâu út, thôi con nghe lời thầy, mai mốt con không cay nghiệt với nó nữa. Để quý vị thấy đây không phải là câu chuyện đùa, mà chúng ta thấy được cái tánh khí của con người mà không bỏ được. Đạo Phật gọi đó là tập khí. Nó quân tập mỗi ngày một ít, mỗi ngày một ít. Chúng ta tưởng là không có, nhưng tới khi chúng ta phát hiện ra thì nó đầy dẫy. Như mình đi ở trong sương, khi qua khỏi cái đám mùi sương áo mình ướt, ướt sũng nước. Dù mà đi trong mùi sương mình không thấy nước. Cái đó Đạo Phật gọi là quân tập. Quý vị đã từng đi vô cái hãng nước mắm chưa? Mới vô mình thấy hôi sợ không? Nhưng mà đi chừng 5 phút hết thôi. Nhưng mà mình về nhà rồi đó, ở nhà mình nói: ủa mày đi đâu mình mà hôi rần vậy? Tức là cái mùi nước mắm nó xông ướp vô người mình, nó thấm vô người mình. Cái đó gọi là huân tập. Cái đó mình không hề biết, không hề hay. Và thậm chí mình còn sống quen với nó kìa, còn chấp nhận với nó nữa. Ai mà can khuyên đó thì mình nói tu vậy đó, chịu không chịu thôi. Mấy chị tức quá có nói câu này không? Mấy cô đó, buồn quá, bực quá, mình nạt ngang à. Tánh tôi vậy đó, ai chịu chịu thôi. Tôi là con chằn đó, làm gì tôi. Đây là một vấn đề bình thường trong cuộc sống, nhưng nó là một mảnh đất màu mỡ cho phiền não phát sanh. Và chúng ta tu tập mà chúng ta không quán chiếu về những phiền não này thì chúng ta sẽ không bao giờ có cơ hội thoát khỏi phiền não. Nó có lần thầy đi đảo Phú Quốc giảng đó, thầy đi vừa bước xuống máy bay thầy thấy hôi quá, hôi nước mắm, hôi quá chừng là hôi. Nhưng mà đi vòng chừng 5-10 phút cái mình quen không thấy hôi, tới khi đi về lại Sài Gòn xuống máy bay mấy chú đi đón nó: ủa sao người thầy hôi mùi nước mắm quá vậy? Cái đó gọi là huân tập đó thầy. Cái huân tập này từ những thói quen mà chúng ta sống trong cuộc sống này, qua hành động, qua lời nói, qua suy nghĩ, nó mỗi ngày một ít, một ngày một ít hình thành nên tính cách của con người. Và hình thành tính cách có nghĩa là chính thức chúng ta đã tạo nghiệp. Nghiệp thì nó có thiện, có ác, có tốt, có xấu. Và hình thành một thói quen có nghĩa là đã định dạng được con đường bình an hay lối đi đầy trong gai đau khổ của cuộc đời mình. Chính vì lẽ đó, quý vị đừng ngại phiền não mà hãy nhìn thẳng vào phiền não. Trong kinh Đức Phật nó có 84.000 thứ phiền não. Quý vị cứ ngồi buồn buồn, mình suy nghĩ đi. Mình suy nghĩ có mình phiền não về những chuyện gì.
Thầy nghĩ quý Phật tử ở đây nói chưa có hết những phiền não. Như anh này nó anh có nhiều nhưng mà chỉ có ba thứ, nhưng mà thực sự nó có nhiều cái tế nhị chúng ta không nói được. Như bác đã nói một thứ không có nhà, đó là một cái mà bức xúc nhất trong cuộc sống hiện nay. Còn nhiều cái nó làm cho chúng ta phải khóc thầm bao đêm nữa kìa, làm cho mình đi ra đường mà mình không còn tâm trí gì để làm đi chợ mua rau nữa. Phiền não nó nhiều như vậy, nó nhiều vô cùng, nhưng gom lại thì không có nhiều. Chỉ có ba thứ, đó là tham lam, sân hận và si mê. Giống như anh này anh bận làm công chuyện thì thực chất đó là gì? Đó là chúng ta muốn có một cuộc sống bình an. Để cho cuộc sống có bình an chúng ta phải đi bươn chải, phải đi kiếm tiền, phải không? Nhưng mà khi chúng ta lao vào cuộc sống đi kiếm tiền thì có khi nào chúng ta muốn mình là người thất bại, muốn mình là cái người thu nhập thấp không? Không. Chúng ta luôn nhìn xung quanh chúng ta về đời sống của họ, về thu nhập của họ, và mình phấn đấu. Điều này tốt, không có gì là sai. Nhưng mà để mình phấn đấu bằng với họ, có khi chúng ta sẽ gây ra những nghiệp bất thiện, và có những suy nghĩ, thậm chí đó là thủ đoạn, là độc ác để chúng ta có được tiền. Đi kiếm tiền nó không có gì là tội lỗi hết, nhưng mà để có được tiền mà thỏa mãn tất cả nhu cầu trong cuộc sống thì mình trở thành người tạo nghiệp, nó chỉ trong tích tắc. Tiền nó cũng đâu có là cái gì, nhưng nó là một phương tiện rất thiết yếu trong cuộc sống này. Quý vị thấy mình có tiền mình có thể mua được căn nhà đẹp nữa kìa. Nhưng điều đó có đồng nghĩa với lại khi có căn nhà đẹp là chúng ta có thể có được một tổ ấm không? Cho nên tiền có thể mua nhà chứ chưa chắc mua được một tổ ấm. Quý vị đồng ý không? Tiền chúng ta có thể mua được thuốc, mua được bác sĩ, nhưng chưa chắc chúng ta mua được sức khỏe. Tiền chúng ta có thể mua được một chiếc giường đắt giá, nhưng chưa hẳn chúng ta mua được một giấc ngủ an lành. Tiền chúng ta có thể mua được giáo sư, mua được trường học, mua được hội đồng coi thi, nhưng không bao giờ mua được kiến thức. Đây là một cái điều rất là rõ ràng. Tiền chúng ta có thể mua được tất cả vật chất, và có thể mua được cả người mình yêu thương, nhưng điều đó chưa hẳn là chúng ta mua được trái tim của người mình thương. Phải không mấy đứa con còn trẻ? Cho nên hành trình đi kiếm tiền, quý vị phải bình tĩnh và phải biết đủ để đối trị với tâm tham của con người. Và chúng ta phải nhận ra được phía sau của tâm tham là đầy dẫy những phiền não. Không có tiền chúng ta bực bội đủ thứ. Chúng ta muốn mua một cái chiếc xe mới, mình mua một cái bằng máy may cho vợ mình, hoặc giả là mua một cái cặp hay là cái gì cho con cái mình cũng khó. Và chúng ta phải làm như thế nào? Rồi chúng ta than trời trách đất, tại sao mình nghèo như vậy. Thực sự mình đâu có muốn nghèo, mà mình biết ngay mình nghèo có nghĩa là mình gieo cái nhân nghèo. Mình phải hiểu được mình gieo cái nhân nghèo từ đâu để mình cải thiện cái nghèo. Chứ còn mình ngồi mình than hoài, rồi bây giờ mình muốn bù vô cho cái nghèo bằng cách là làm những phi vụ này phi vụ nọ để bù vô, cái đó là chẳng khác nào đổ dầu thêm vào lửa, nó bùng cháy hơn. Và chúng ta né tránh sẽ không kịp khi cái ngọn lửa nó bốc cao lên. Tham có đủ thứ hết. Xin hỏi quý vị nè, bây giờ ngay lúc mà vô trong đạo tràng đây ngồi đây, chúng ta có tham không? Xin hỏi quý vị ở đây ngồi trong đạo tràng đây, mình có tham không? Con nói có, con tham gì con nói thầy nghe coi. Dạ Di Đà Phật, bạch thầy là con tham chỗ ngồi. Tham chỗ ngồi là ngồi chỗ nào để nghe rõ, để thấy rõ phải không? Để dòm cái mặt ông thầy. Tâm lý mà
đi coi hát rồi mà không thấy mặt ca sĩ khó chịu lắm, đi nghe giảng mà không thấy mặt ông thầy là kỳ cục lắm, không tin coi hỏi quý vị ngồi ngoài hành lang cứ chờm qua chờm lại nãy giờ kìa đó, mà ngặt cái chất tường nó che. Đúng rồi, cảm ơn con, quý vị cho một tràng vỗ tay đi. Bản chất vẫn là tham. Ở đây xin phép được nói để quý vị thấy được rằng cái tham này nó không từ một ai và nó len vào trong cuộc sống của mình từ những sinh hoạt rất là bình thường. Đó, xí một chỗ ngồi gần cây cột, gần cái quạt máy hay chỗ nào có thể nghe rõ thấy rõ, cái đó bản chất vẫn là tâm tham. Bây giờ ngồi vô bàn ăn, thấy không? Nhiều món quá, nhưng mà vì sao lịch sự cho nên chỉ gấp những cái món ở gần mình thôi. Nhưng mà nhìn mấy cái món kia mình tức chết đi được, tại nó xa quá, không lẽ mình ăn chay trường, rồi trường trường tới gấp coi giống ai, phải không? Đó. Cho nên mình làm bộ mình gấp, mình mời chị ăn đi, đó. Muốn ăn gấp bỏ cho người, thế là bài kia lịch sự mới gấp bỏ lại cho mình. Cái này kinh nghiệm nó rõ ràng lắm. Con làm thầy đi nhập thất, thầy kể nhiều đạo tràng nghe đó. Thầy nhập thất quý vị biết đó, là ăn ngày một bữa mà đơn giản đạm bạc lắm. Tới cái bữa ra thất đó, thì thị giả bưng tới một ly sinh tố với một ly nước lạnh. Lịch sự thầy phải lấy cái ly nước lạnh thầy uống, nhưng mà con mắt thầy đâu có rời ly sinh tố. Mình uống ly nước lạnh là để cho mình trở thành một cái người dễ thương trước mặt công chúng. Mình phải là cái người mô phạm, cái người đàng hoàng phong sinh tố. Mình đâu có thèm uống nước lạnh thôi. Nhưng mà cái tâm của mình nó có rời ly sinh tố đâu. Tham chứ là cái gì nữa, phải không? Mình uống nước lạnh thôi. Mình uống xong á, mình phải trông cho quỷ đó nó đi chứ, khuất cái mình bưng ly sinh tố mình uống cái ọt, uống hết liền. Cái tham nó vi tế tới cái mức như thế. Nó nhỏ tới mức chúng ta không phát hiện ra nó. Nhất là mấy đứa con gái còn trẻ trẻ nè, mấy đứa con thể hiện cái tham nó nhiều lắm. Thí dụ như mua áo quần, vô cái shop người ta có mấy trăm bộ áo quần, mua không được bộ nào hết trơn, về nó trời ơi không có đồ mình mua. Thực ra là gì? Là điệu. Bản chất của điệu là tham. Cái tham đó nó đẩy chúng ta biểu hiện ra bên ngoài. Khi chúng ta quán chiếu về sự tu tập một cách chân thật và liên tục, quý vị biết ngay khi chúng ta niệm Phật, nếu như chúng ta không nhiếp tâm thì nó sẽ chuyển sang tâm tham ngay. Gieo nhân niệm Phật thì sẽ đến được cái quả hội nhập Phật tâm. Đó là hành trình tất yếu, giống như uống nước thì hết khát, ăn cơm thì hết đói. Đằng này mình vừa niệm Phật, mình còn dệt thêm mộng tưởng là sanh về Tây Phương Cực Lạc, chết rồi còn nóng ở trên đầu, rồi bay tung tăng qua sen nở ra, mình tới đây gặp thánh chúng rồi nghe vui quá, phải không? Lúc đó còn niệm Phật không? Hết, mắc niệm tung tăng rồi. Tức là chúng ta bớt đi định lực, hay nói đơn giản chánh niệm nó không còn. Chúng ta không còn chánh niệm nữa. Ngay lúc miệng niệm Phật đó, niệm rầm rầm á. Tại vì chuyện này mấy thầy có kinh nghiệm lắm, mấy thầy tụng kinh niệm Phật nhưng mà trong đầu mình nghĩ đủ thứ chuyện hết á. Đây là cái thực tế, và chúng ta phải nhận cho ra được mình tu tập chưa có đạt được cái kết quả cao. Ngay cả chúng ta muốn vãng sanh trong khi niệm Phật, đó vẫn là tham. Chúng ta phát nguyện là mình nguyện được niệm Phật và nguyện được thành Phật, và nguyện cho ai nghe câu niệm Phật cũng được thành Phật. Nhưng đó là nguyện chúng ta phát rồi, chúng ta để ở đó, không có đem cái đó theo nữa. Chúng ta chỉ biết đã nguyện xong rồi phải niệm Phật cho nhiếp tâm. Thí dụ mình biết nước đổ với gạo cắm điện lên thành cơm thì mình chỉ làm như việc thôi. Đằng này bỏ lên xong rồi cái mình ngồi mình nói nước gạo củi lửa thành cơm, cứ ngồi đó mình làm hoài, chuyện đó nó thừa, phải không? Vì đó là hệ quả tất yếu. Nếu như chúng ta để bị chi phối thì tâm chúng ta sẽ bị lạc, tâm bị loạn. Tâm bị loạn thì coi như chất Phật đã rời, miệng niệm Phật nhưng tâm rời xa Phật đến muôn trùng. Cái tham nó vi tế như thế. Vì chúng ta mới phát tâm tu tập cho nên chúng ta phải phát nguyện liên tục để thôi thúc dục giả cho chúng ta như khách trần mau qua bể khổ và mong được thoát khổ. Mình đi xa mình mong về nhà thì đoạn đường quý vị thấy nó dài hơn không? Dài.
là vì mình mong về nhà cho nên nó dài hơn. Nhưng mà về thăm nhà xong chúng ta đi thì chúng ta lại đi thấy nó lẹ hơn. Thực chất đoạn đường không có thay đổi, mà do cái tâm chúng ta mong mà đoạn đường nó dài hơn. Cũng vậy, khi tu tập mà chúng ta mong cho chúng ta thành thì đoạn đường đó nó sẽ xa hơn. Vì sao? Vì cái tâm tham nó chen vào rồi, tâm mong cầu. Cho nên niệm vô niệm là ở chỗ đó, niệm bằng một cái tâm chân chánh và không nghĩ về cái kết quả, thì như vậy mới đạt được cảnh giới cao nhất của niệm vô niệm. Đây là trình độ của những người tu tập cao rồi. Thầy trò mình cắt ké kỳ nhông đi lẹt đẹt ở dưới mặt đất thì chúng ta cứ miệng Nam Mô A Di Đà Phật, tai lằn chuỗi vậy thôi. Gặp cảnh vui cũng niệm Phật, gặp cảnh buồn cũng niệm Phật, ông chồng đem tiền lương về cũng niệm Phật, ổng không đem tiền lương đem hũ rượu về cũng niệm Phật. Được không mấy chị? Có nhiều Phật tử nói còn ghét nhất là nửa đêm mà đi về xài, còn đâu có thèm ra mở cửa cho ngủ bụi. Thầy nói ngủ bụi rồi ổng trúng gió rồi ai khóc ha, ai tốn tiền rồi ai cạo gió, ai nấu cháo cũng mình. Thầy nói thôi lẽ thì niệm Phật thì đi ra mở cửa niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Ông mới về hả? Vô đi, mai tôi tính sổ. Thầy vậy phải dễ thương không? Cứ niệm Phật, cứ mở cửa. Đó là cách để mình đối trị thôi, đối trị phiền não. Chứ còn không mở cửa mình cũng đâu có ngủ yên, là cũng phiền não, là cuối cùng cũng phải kêu con cái ra mở cửa. Mà con cái nó mê ngủ rồi mình cũng đi mở cửa. Mở cửa xong rồi cằn nhằn càm ràm rồi ai khổ? Trước mắt là mình khổ, mình tạo khẩu nghiệp. Cho nên chúng ta thấy được cái tham này nó rất là nhỏ nhặt và thực tế trong cuộc sống. Để mình ý thức được rằng cái tham này nó chi phối mình như vậy là đồng hành với tất cả những cảnh giới khổ đau mà chúng ta sẽ phải đi qua. Hãy còn khởi tâm tham thì cái nhân khổ đau đã gieo rồi, tạo thành nghiệp rồi. Thực chất là như vậy đó. Thí dụ như thầy đi tới cái chùa nào mà chùa đó mà đón tiếp thầy nó đàng hoàng, mà giới thiệu cho nó rộn ràng ha, thầy tưởng tượng dễ thương, thầy tưởng tượng là nổi tiếng là chợ mình khoái. Mà tới chùa nào mà lạnh nhạt á, lần sau mời còn khuya, đừng có hòng tôi đi. Khi cái tham nó chen vào trong cuộc sống lâu dần, hình thành một tập quán, nơi đó tồn tại một ngã chấp. Cái tôi, tồn tại một cái tôi. Trời ơi, chùa này tiếp đón kỳ cục vậy, bữa nào mình hiện thành bóng ma cho biết. Khi có sự hiện diện của cái tôi, của ngã chấp, thì quý vị biết đồng hành với khổ đau chắc chắn là như vậy, không có lối thoát. Nhưng bây giờ thử hỏi trong cuộc sống vợ chồng hoặc là cha mẹ với con cái, không có cái tôi sao được? Giờ con cái nói nó không nghe, tối ngày nó ăn xong đi thì cá độ đá banh rồi, nghe lâu lâu nó bắt mình trả cho nó 30-40 triệu, thử hỏi có khổ không? Kêu bây giờ tu vô ngã, niệm Phật với nó niệm được không? Còn ông chồng á, thì bữa nay quen cô này, mai quen cô khác, bữa mốt quen cô nọ, thậm chí quen những cô mà nhỏ tuổi hơn con của mình, bây giờ hỏi mình niệm Phật được không? Mấy chị niệm được không? Có cái chị đó, chị tới chị nói, chị kể thầy nghe, thầy nói niệm được. Chị nói tại sao niệm được? Thầy nói mắc mới gì không niệm được. Ông đi đâu cũng đi, chuyện niệm Phật là chuyện của mình, đâu có dính líu. Chị nói trời đất quỷ thần ở chồng mình, bây giờ là chồng người ta rồi ngồi niệm sao thầy? Thầy nói có làm sao đâu ạ, dễ thôi, niệm Phật cầu cho hai người đó được vãng sanh. Ác quá không? Nhưng mà từ bi nha, cái này không có ác nha. Ni sư đừng có cười làm con út dột. Cái này là khởi tâm từ bi lên, niệm Phật cầu cho họ vãng sanh, tức là cầu cho được giải thoát, cho bình yên, chứ không phải là mình trù cho nó chết, mà mình rủa cho nó chết. Thầy nói vậy cái chuyện nó chỉ trội tu hành ác quá vậy thầy? Thầy nói không hề ác đâu, mà từ bi. Vậy đây là cách tu của Bồ Tát mà. Quý vị đọc những cái bài kệ đi đó, bất kỳ mình làm điều gì mình cũng nguyện cho chúng sanh hết á. Tự quy y Phật, quý vị thấy không? Nguyện cho chúng sanh hiểu được đạo cả, phát lòng vô thượng. Nó mình quy y Phật mình còn phát nguyện như vậy, thì bây giờ chồng có vợ bé, nguyện cho hai đứa bay mau được vãng sanh để tao khỏi khổ.
được không? Dám nguyện vậy không? Thầy nói vậy cái chị đó chính nó, trời ơi thầy giờ này thầy còn nói đùa được, con khổ gần chết đây nè. Thật ra con cũng không có cần gì hết á, chán rồi, 20-30 năm sống chung con thấy chán rồi, nhưng mà có con có cái, có cháu nội cháu ngoại rồi phải sống có tư cách chứ, để xui ra hai bên ta khi dễ, rồi con của mình nó cũng mắc cỡ nữa, tự nhiên có người cha mà không có đàng hoàng, đó vẫn còn ngã chấp. Biết tu đó, biết niệm Phật, khi ngã chấp vẫn còn, cái tôi nó còn, thì chúng ta sẽ đồng hành với khổ đau. Mà thử hỏi cái tôi là cái gì? Tôi nay ở trọ trần gian, trăm năm về chốn xa xăm cuối trời. Mình cũng chỉ là khách ở trọ thôi, ở trọ trong cuộc đời này 100 năm là nhiều lắm rồi. Nó mà mình tính đủ thứ chuyện hết, mình tính phải tốt, phải đẹp, phải can thường đạo lý, trong khi họ không hề tính thì mình tính làm sao? Ở đây không phải mình vô trách nhiệm, mình bỏ liều, nhưng mình vẫn là người khổ đau, thì đó điều mà chúng ta phải trăn trở, chúng ta phải giải quyết làm sao cho mình bớt khổ. Chứ bây giờ gặp cái cảnh đó rồi mình còn làm cho mình khổ thêm thì không được, phải không? Chính vì thế mà đạo Phật dạy chúng ta tu hãy tùy duyên, theo cảnh, theo duyên, và chúng ta nương theo đó mà mình tu tập. Đằng này mình bắt ép người ta theo mình hết là không thể nào được. Quý vị thấy con mình đẻ ra nó còn không nghe mình, nó đẻ ra nuôi mất mệt tới lớn nó nghe lời người ta. Con trai thì nó nghe lời mấy con mắm đó, con gái thì nghe lời mấy con quỷ dịch đó. Nói nó không nghe, nó nghe lời người ta không à. Tại vì mấy vị Phật tử tới toàn là than thầy với thầy là con cái nói nó không nghe, mà mấy cái đứa kia nói thì nó nghe. Thì bây giờ thử hỏi coi, nó không nghe mình làm sao? Nó đâu có còn nhỏ nữa, như là 5-6 tuổi mình bắt nó ngồi một chỗ, mình bắt nó đọc A sắc A, không? A nặng ạ, không có chuyện đó đâu, mà đọc kiểu khác. Và nó thấy nó lớn nữa kìa, giống như cái con bé ngày qua, nó mới 13 tuổi nhưng mà nó phải là người lớn, nó muốn nó trưởng thành. Và nó nói nó người lớn, nó yêu cầu ba mẹ nó phải coi nó là người lớn, không coi nó là trẻ con. Rồi ba mẹ với con cái, quý vị thử hỏi khổ không? Trong cái cảnh đó chúng ta tu kiểu gì? Đồng ý là chúng ta có tâm tu đó, nhưng mà phải thực tế một chút xíu, chứ nếu không là chúng ta không bao giờ được bình an trong cuộc sống này. Quý vị biết, phải nhận cho ra được mình đang bị cái gì chi phối về phiền não. Thì cái thứ nhất đó là tham, kèm với lại ngã chấp là khổ. Còn sân thì khỏi nói rồi. Thầy nghĩ trong đây ai có hiền cách mấy, trong cuộc đời mình cũng sân si dài 3 lần. Thế không tin hỏi quý ni sư coi, mặc dù là xuất gia tu tập chứ có lúc cũng giận phải không sư? Sư trụ trì có giận không? Không trả lời. Im lặng là chấp nhận rồi đó. Có những khi cũng phiền não, cũng bực mình, tuy không nói ra, không có thô tháo bằng lời nói, không có lỗ mãng bằng hành động, nhưng trong lòng mình vẫn bực bội. Đâu phải mấy cô mà xuất gia tu tập là nghe lời các sư chỉ dạy đâu. Có nhiều khi không nghe lời, rồi sư khuyên không nghe, thì sư không nghe thì sư im lặng, nhưng mà trong lòng bực bội vẫn có. Thí dụ như cất cái chùa, nó sư dự định cất chùa trong 8 tháng nhưng mà nó kéo dài tới 1 năm, đôi khi cũng phiền não. Có hết. Tất cả những chuyện đó đều xảy ra trong đời sống tu tập của chúng ta. Quan trọng ở chỗ mình có nhận ra được phiền não để mình hóa giải phiền não hay không. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta hằng tỉnh giác là như vậy. Hễ mình thấy mình tham, ngay lúc đó mình sẽ hết tham. Hễ mình thấy mình sân, ngay lúc đó mình hết sân. Tại vì cái ý niệm tỉnh giác nó sẽ không còn tạp niệm. Ý niệm mà chúng ta biết mình được, mình không tham, ngay nơi đó là mình không còn tham nữa. Xin lỗi, ngay chỗ mà mình biết mình tham là ngay cái niệm đó chúng ta không còn tham nữa. Ngay cái niệm mà mình biết mình sân thì ngay lúc đó mình hết sân. Cái đó gọi là tỉnh giác chánh niệm. Thì tất cả những pháp môn mà Đức Phật dạy cho chúng ta, như là ăn chay nè, tụng kinh nè, trì chú nè, niệm Phật, bố thí, đều là những pháp môn giúp cho chúng ta quay trở lại với chánh niệm tỉnh giác. Đa phần là chúng ta niệm Phật, phải không? Ở đây là đạo tràng niệm Phật, quý vị cũng niệm Phật. Như vậy thì niệm Phật như thế nào để cho chúng ta đối trị được phiền não, chúng ta giải thoát được phiền não? Miệng niệm Phật và tâm cũng phải niệm Phật.
miệng niệm cho chuyên nhất, tâm chúng ta luôn hướng về Đức Phật. Nam mô A Di Đà Phật là con quay trở về nương tựa với Đức Phật ở hai phương diện. Bên ngoài chúng ta sẽ về với Đức Phật bằng hình thức là sống nghiêm túc, giữ giới, trì trai. Nhưng nội tâm là chúng ta quay trở về với cái trí giác thường minh, là cái tâm lương thiện của con người. Thì đó là Phật ở bên ngoài để cho chúng ta niệm, nhưng nó là nhân duyên cho chúng ta trở lại sống với Đức Phật của tự tâm. Nếu mà quý vị niệm Phật như vậy mới thực nghĩa niệm Phật. Chứ niệm Phật nhiều khi còn tính đi gấp hụi kìa, nó còn tính đi đòi nợ, còn tính đi trả đũa, tính tùm lum tùm la hết, thì làm sao chúng ta niệm cho chuyên nhất được. Cho nên thầy có một cái ý kiến nhỏ như thế này, không biết đại chúng nghe rồi làm có được không. Thầy biết quý vị là bận biểu gia duyên nhiều lắm, thì mình nên thiết lập một thời khóa tu tập tại gia đình của mình. Có bàn thờ Phật thì chúng ta sẽ tu tập ngay trước bàn thờ Phật, còn không có bàn thờ Phật chúng ta sẽ niệm Phật hay tu tập trong hoàn cảnh làm việc của mình. Nhưng ít nhất một ngày chúng ta phải có một thời khóa niệm Phật, cắt hết tất cả mọi duyên, chúng ta nhiếp tâm, chúng ta thắp hương, chúng ta lễ Phật và chúng ta niệm Phật. Khi ngồi trước Đức Phật, quý vị phải quán tưởng làm sao như là chúng ta đang ngồi ở bên cạnh Đức Phật khi Ngài còn tại thế, để giữa mình và Phật không có một khoảng cách về không gian. Vì có khoảng cách về không gian và lịch sử thì tâm linh của chúng ta nó sẽ không có tương tiếp, tức là không có sự kết nối giữa mình với Phật. Mình thấy lúc nào mình cũng ngồi kế bên Đức Phật. Thì như vậy niệm Phật mới đạt được trình độ mình là Phật, Phật là mình với Phật không hai, mới có thể đạt tới chỗ nhất tâm bất loạn. Chính những thời khóa này nó sẽ là nhân duyên để tăng thêm năng lực cho tất cả quý Phật tử niệm Phật trong mọi hoàn cảnh. Mình bận rộn lo cơm lo nước cho chồng cho con, dọn dẹp nhà cửa, thầy thấy có nhiều vị Phật tử buông ra là 11 giờ đêm mới tắm rửa, rồi đâu có làm nổi nữa, mệt rồi, sáng là 5 giờ sáng mới thức dậy lo công chuyện tiếp rồi. Cho nên bây giờ mình phải đổi qua niệm Phật bằng cách sinh hoạt thường nhật trong gia đình. Đang lặt rau niệm Phật được không? Được, cầm cọng rau muống lên niệm Nam Mô A ngắt cái gì đà Phật. Dễ không? Vừa lau nhà cũng niệm Phật được, lấy cái cây mình đẩy tới cái Nam Mô A kéo luôn cái gì đà Phật. Được hết, vừa đi chợ vừa niệm Phật được không? Được, lúc đi thì niệm được, nhưng mà lúc mua thì niệm không được, tại vì bận trả giá. Chưa kể tới cây lộn nữa. Rồi đang giận chồng niệm Phật được không? Được, nhưng mà vừa niệm vừa nghiến răng, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng ta phải tập làm sao trong lúc nào mình cũng phải niệm Phật, niệm phải chuyên, thì cái đó mới gọi là làm nguyện. Tại vì mình thực hành bằng niềm tin mà không có nguyện, không thể nào chúng ta thành tựu được. Quý vị nhớ ha, tính hạnh nguyện đó. Thì cái điều này quý vị đã nghe nhiều thầy giảng rồi, thầy không có làm mất thời gian của đại chúng nữa. Mà ý của thầy ở đây là chúng ta làm như thế nào để có thể niệm Phật mọi lúc mọi nơi. Đang bệnh cũng niệm được, chứ không phải đợi tới khỏe mới niệm. Có cái bác tới tối nào con cũng niệm Phật. Thầy trước khi ngủ con là cầm sao chuỗi ra con niệm. Thầy nói thôi chết rồi, đợi tới tối trước khi ngủ mới niệm. Thì niệm nghe chư giáp sao chuỗi nó là đi du lịch Singapore rồi, là nhập định mất tiêu, là ngủ mất tiêu rồi. Đợi tới trước khi ngủ mới niệm Phật. Như vậy còn mấy chục tiếng đồng hồ của một ngày nó không niệm Phật thì niệm cái gì? Đủ thứ hết. Niệm tiền, niệm tình, niệm giận, niệm sân, niệm than, niệm ghen, niệm lẫy, đủ thứ niệm hết. Tâm của chúng ta nó là một dòng sông. Dòng sông nó phối hợp từng những giọt nước trôi chảy liên tục không có dừng lại, quý vị biết. Cho nên gọi là dòng tâm thức. Nó chảy mạnh tới mức không kiểm soát được. Cho nên thuật ngữ Phật học gọi đó là dòng thác của tâm thức, mà chúng ta hay quen gọi là bộc lưu hay là bạo lưu. Nó trôi chảy liên tục, nó không dừng, gọi là hằng chuyển như bạo lưu. Tâm mình đâu có dừng. Thì bây giờ mình niệm Phật là bắt đầu mình tìm cái điểm dừng của nó và
Điểm dừng của nó chính là bằng cách cho những dòng chảy đó nó chảy chuyên một niệm một loại thôi, nó chuyên chở một loại thôi, xong thì nó chở lục bình, nó chở rác, chở thuyền, chở cá, bây giờ không cho chở gì, chở một thứ thôi, đó là chở Phật, chở tâm Phật, chở lòng của người niệm Phật. Thầy thấy có nhiều bác ăn trầu cũng không có niệm Phật nha. Thầy hỏi đó, bạn nó ăn trầu không có niệm, tại lúc đó phải để ý để coi tem vôi sao ăn, đúng là nó phỏng miệng, làm đủ thứ rồi xỉa thuốc, trời ơi. Thầy nó dễ ẹ cà, cầm cục thuốc xỉa đẩy qua Nam Mô A kéo lại Di Đà Phật, vẫn niệm Phật được như thường. Nó rửa chén cũng vậy, lấy cái chén lên mình quậy cái Nam Mô A, quậy cái nó Di Đà Phật, mà sao không niệm được hết. Mình tập như vậy đó, quý vị sẽ thấy lòng của mình thanh thản hơn nhiều. Thầy dám cam đoan quý vị sẽ thanh thản hơn nhiều trong cuộc sống, dù cuộc sống chúng ta vẫn là khổ đau. Không phải mình vô trách nhiệm đâu, quý vị không cần nhất thiết phải niệm Phật ra bên ngoài mà Nam Mô Di Đà Phật cả làng cả xóm biết, không cần. Mà tâm chúng ta không rời Phật, lưỡng lưỡng hổ tương nhiếp nhập, đó chính là tâm của Phật. Niệm Phật bằng tâm của Phật, đó mới được gọi là niệm Phật. Còn mình niệm Phật với cái tâm cầu tướng, nó phải niệm cho lớn, nó bằng áo tràng cho đẹp, đeo chuỗi cho nó xoan. Nhưng mà cầm sao chuỗi lên, thưa quý vị, niệm là lúc đầu đó, chúng ta cầm sao chuỗi để chúng ta nhiếp niệm thôi. Khi chúng ta cầm sao chuỗi, chúng ta biết rằng chúng ta đang niệm Phật, thì chúng ta niệm Nam Mô A Phật lần từng cái. Tới một lúc nào đó cũng phải mời em chuỗi ngồi kế bên để coi chị niệm Phật. Tại vì khi mình cầm chuỗi thì tâm đó là tâm cầm chuỗi chứ không phải là tâm niệm Phật. Nó bị thay đổi rồi. Rồi nhìn vô chuỗi mình còn thấy chuỗi màu xanh, chuỗi màu tím đấy nha, chuỗi đá, chuỗi mũ nữa, nó phân biệt đủ thứ hết. Thì lúc đó Phật lại xa thêm một khoảng nữa rồi. Cho nên mời em chuỗi ngồi kế bên, bắt đầu chị niệm Phật đây, là mình nhiếp tâm niệm Phật. Cho nên công phu hành trì đạt tới trình độ đó, chúng ta mới có cái cánh cửa mở ra đối với lại sự nhất tâm. Tâm nó không còn loạn, nhất tâm mới là điểm đích của chúng ta đến, mới giảng sanh được. Chứ không có niệm Phật vài ba câu mà được giảng sanh đâu, hiếm lắm, chuyện này hy hữu lắm. Ai mà phát tâm dũng mãnh tu tập ở trong nhất thời đó thì mới có thể đạt được cái sự nhất tâm, nhờ thêm tha lực của những công phu tu tập bởi những hành giả bên cạnh chúng ta, chúng ta mới tu được. Thí dụ như ở nhà quý vị thấy khó tu tập thấy không, nhưng mà tới chùa thì chúng ta tu tập dễ dàng hơn. Bởi vì sao? Bởi vì cảnh ở đây là cảnh không có hơn thua, không giận hờn, không hận thù, và chuông mỏ kinh kệ có đồng pháp lữ của chúng ta tu tập. Cho nên khi vào trong đạo tràng này chúng ta dễ tu. Còn về nhà mà thấy cái gì mình cũng bực mình hết, thấy cái gì mình cũng phải la được hết, thì làm sao chúng ta tu được. Cho nên một đạo tràng tu tập rất là quan trọng đối với chúng ta. Và chúng ta phải làm thế nào để gia đình của mình cũng là một đạo tràng, thì có như vậy quý vị mới có thể chế ngự được phiền não của mình. Vâng, phiền não nó không hẹn và nó có mặt ở tất cả mọi thời điểm trong đời sống của chúng ta. Mùa nắng cũng phiền não, mùa mưa cũng phiền não, thành công cũng phiền não, thất bại cũng phiền não, gia đình đang êm ấm cũng phiền não, gia đình đổ vỡ cũng phiền não. Và tất cả những phiền não đó đều có bóng dáng của cái tôi, của ngã chấp. Cho nên muốn chế ngự phiền não, quý vị phải nhiếp tâm niệm Phật trong mọi lúc, mọi nơi và từng trong nỗi khổ của cuộc đời. Có như vậy quý vị mới có thể giải thoát giữa buộc ràng và hạnh phúc giữa muôn trùng khổ đau. Vâng, xin tạm biệt quý vị. Đã hết giờ rồi, lẽ ra thì sẽ dành thêm một vài phút để giải đáp một ít thắc mắc cho tất cả quý Phật tử. Dạ, ni sư cho phép thì chắc xin thêm 5 phút. Quý vị có thắc mắc gì thì hỏi, thắc mắc về tu học, về phiền não của chúng ta. Cái nào biết thì thầy trả lời, còn không biết thì thầy thỉnh cao kiến của các vị ni sư ở đây. Không có lo, bữa nay có đồng minh rồi. Ở đây không ai thắc mắc gì hết à? Có nghĩa là quý vị đã thông đạt hết rồi.
liễu ngộ hết rồi. Có nhiều Phật tử vậy đó sư, tới gặp chúng con á không có hỏi, nhưng mà về nhà xong gọi điện tới hỏi trả lời cũng nín thở. Nói gặp thầy sao tự nhiên con không dám hỏi. Quý vị có thắc mắc gì trong cái chủ đề mà thầy vừa trình bày, hoặc giả là trong cái vấn đề mà quý vị tìm hiểu giáo lý hay là tu tập ở bối cảnh gia đình của mình, thì có chỗ nào chưa thông hoặc là muốn hiểu biết rõ hơn, quý vị cứ hỏi. Biết thì thầy sẵn sàng trả lời, còn biết thì thầy sẽ giải đáp sau. Dạ bác, mời bác lên đây. Khoan, chắc chắn mời bác lên đây đi. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa bạch thầy. Kính bạch thầy hoặc kính thưa thầy, chứ không có kính thưa bạch thầy. Dạ kính thưa thầy. Đó cũng vậy, tới đó kính nín rồi. Quen rồi thấy không? Nó thói quen đạo Phật gọi là nghiệp đó. Dạ con xin theo cá nhân của con tu tại gia của con, nhưng mà sao con cũng mê Pháp Hoa. Rồi con tụng Pháp Hoa là kinh vô lượng nghĩa, Di Đà là kinh vô lượng thọ. Mà kính thưa thầy là không biết rằng con mê kinh mà con niệm Phật á, thì con niệm riêng 4 giờ con giải niệm, 2 giờ con giải niệm. Để con nghĩ bạch thầy không biết có phải tụng chú Đà Bi hay không. Con xin bạch thầy, thầy cho con biết cái chỗ đó, nên thành con không dám hỏi thầy của con. Mà cứ còn mà... nhiều đó chứ không dám hỏi gì nữa. Dạ. Bác cảm ơn bác. Dạ. Đức Phật dạy là vô lượng pháp môn tu, tức là có nhiều pháp môn để cho chúng ta chọn lựa tu tập. Hãy pháp môn nào phù hợp với lại trình độ của mình, khả năng của mình thì mình tu. Thì tụng kinh niệm Phật là một trong những pháp môn đó. Nhưng mà thầy nghe kể thì bác tụng hơi nhiều. Dạ. Pháp Hoa phải không? Rồi dạ, vô lượng thọ, rồi kinh Di Đà, rồi kinh Dược Sư, mà bác tụng như vậy là tụng liên tục. Dạ kính thưa bạch thầy, con tụng đi đầu nè, thoáng thì con tụng Pháp Hoa, rồi xa con tụng Di Đà, nhưng mà con niệm Phật con niệm riêng. Tức là tụng kinh riêng rồi niệm riêng. Dạ. Cứ 2 giờ sáng thức dậy tụng kinh niệm Phật, bác ơi, xin lỗi. Dạ. 2 giờ sáng thức dậy niệm Phật, rồi 4 giờ thức niệm Phật nữa. Dạ không, con 4 giờ sáng con niệm Phật, 2 giờ chiều con niệm Phật, con tụng kinh buổi sáng với buổi chiều. Dạ, thì thầy thấy bác tụng kinh niệm Phật vậy thì đó là cái điều mà rất là đáng khích lệ, đáng tán thán. Tại vì tụng kinh nhiều và niệm Phật nhiều thì sẽ giúp cho bác có cái phước. Tại người tụng kinh nhiều thì sau này sẽ dễ thông đạt và thông minh lắm. Rồi niệm Phật nhiều thì tâm sẽ chánh niệm. Nhưng mà bác tụng 1 tháng là kinh Pháp Hoa, rồi 1 tháng kinh Di Đà, rồi tháng sau tụng kinh gì nữa? Dạ kính thưa bạch thầy, kính thưa hai thầy của con, là không phải cứ đào thoáng con tụng bộ Pháp Hoa, rồi thì xa tháng nữa, tháng xa thì con tụng kinh Di Đà, con niệm Phật là con niệm Phật, chứ còn mỗi khi con niệm Phật con hồi hướng là con niệm Dược Sư hay là Quan Thế Âm, Đà Thế Chí Bồ Tát con hồi hướng. Nhưng mà tóm lại là bác hỏi cái gì? Nãy giờ thầy chưa nghe bác hỏi. Dạ. Bác chỉ kể thôi chứ chưa hỏi. Dạ, thầy nhiều chuyện thầy nói theo bác cho vui thôi. Chứ nãy giờ thầy với mọi người chưa nghe bác hỏi câu gì trơn trọi. Dạ kính thưa bạch thầy là con hỏi để theo ấy của con, mà con thưa bạch thầy đã con có đúng hay không? Có đúng hay không? Dạ, trời tội quá. Tụng kinh niệm Phật công an có bắt đầu là biết đúng rồi. Thôi ngồi xuống. Khổ ghê nơi vậy đó. Thầy tưởng đó là bác hỏi là có tụng thêm kinh khác nữa được không hay là sao? Dạ thưa không có sai, tụng kinh niệm Phật bác muốn tụng lúc nào, tụng giờ nào cũng được hết. Mà bác giữ xuyên suốt như vậy là tốt lắm. Thì hy vọng là bác giữ đến cuối đời ha. Dạ, A Di Đà Phật. Nhưng mới nãy có nghe bác nói gì thêm trì chú Đại Bi nữa phải không? Không nghe bác. Bác cầm cái máy. Dạ con xin thưa thầy là khi con niệm Phật có cần phải chú Đà Bi hay không? Đọc chú Đà Bi hay không? Thầy nghĩ đọc thêm thì nó tốt, mà không đọc thì cũng không sao. Tại vì lúc bác niệm Phật thì bác lễ Phật xong rồi bác niệm Phật thì khỏi đọc chú Đà Bi. Tại vì cái thời khóa tụng Di Đà hoặc là Pháp Hoa đó, phần đầu tiên khi mà khai kinh ra thì trong đó có thần chú Đà Bi rồi. Dạ, dạ. Khi mà con về chùa thầy lên phần pháp đó, rồi thầy cũng có cho con cái tờ giấy mà niệm Phật hàng ngày nữa, thì con dạ. Cũng cứ theo trong cái lời nó của thầy dạy, thì con cũng cứ
Nhưng mà có khi con nói đây, mỗi khi con thắp hương, con chú nguyện là con niệm Phật, con cố nguyện là con niệm Phật, con không có đập chú đập bi. Dạ được rồi, cảm ơn bác. Dạ. Niệm Phật cho nó chuyên, dạ, niệm cho nó tinh á, tức là niệm một danh hiệu Phật thôi, khỏi trì tụng gì thêm. Dạ, dạ thôi được rồi, cảm ơn bác. Rồi xin mời mới nãy anh Phong. Dạ mời anh. Dạ thôi bác khỏi có đảnh lễ, bác ngồi xuống. Dạ trong lúc này thì quý vị ngồi duỗi chân ra cho đỡ tê đi. Dạ để lát đứng về hồi hướng không có bị chóng mặt. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ kính thưa với thầy, con hỏi một câu này thì cũng trong vấn đề Phật pháp tu tập, nhưng mà chắc lẽ không có trong cái phiền não thầy mới giảng. Là như thế này, thì có một người bạn hỏi con là bây giờ người ta nói là ảnh đi chùa, thì lễ chùa thì trên ở nhà đó thì có gửi, có một người gửi ảnh là cúng dường tam bảo một số tiền, nhưng mà trên đường đi đi lễ chùa lễ Phật thì có một người hành khất, người ta ly sinh, nhưng mà bản thân ảnh thì không có tiền, mà ảnh chỉ có số tiền của người ta gửi cúng tam bảo thôi, rồi ảnh mới lấy một phần số tiền đó, một phần năm số tiền đó cho người hành khất, rồi mới đem vô cúng dường tam bảo, còn lại mới cúng dường tam bảo. Bây giờ con hỏi với thầy là như thế đó ảnh làm đúng hay là sai, là một. Cái thứ hai nữa, từ từ hỏi một câu thôi. Dạ hỏi một câu thôi để trả lời xong mà hỏi tiếp. Dạ mô Phật. Dạ rồi dạ. Cảm ơn anh. Theo quý vị nghĩ thì cái anh này ảnh đem tiền của người khác gửi vô chùa cúng đó, ảnh chuyển dùm mà ảnh lấy tiền đó một phần ảnh đem đi cho người nghèo, thì theo quý vị nghĩ đúng hay sai? Nếu mà thầy ở chùa thì thầy nói sai, tại vì thu nhập của chùa bớt đi một phần, bớt đi tiền một phần tiền của thầy, thầy phải phản đối chứ làm sao, phải không? Nhưng mà gặp cảnh khổ, bố thí với cúng dường phước báo nó bằng nhau. Thấy người ta khổ chúng ta giúp đỡ, thấy người ta chết, người ta đói mình cứu giúp, thì cái phước đó cũng bằng với lại cái phước cúng dường tam bảo. Cho nên anh này làm đúng về lý nhưng sai về sự, tức là ảnh không có quyền sử dụng số tiền đó, tiền của người khác. Người ta gửi cúng dường cho chùa thì ảnh phải đem cái tiền đó cúng dường cho chùa. Ảnh muốn cho thì ảnh phải lấy tiền riêng của ảnh cho, vậy thôi. Mà trong lúc này đó ảnh không có tiền thì ảnh có thể mượn cái đó ảnh cho, nhưng ảnh tới chùa ảnh phải nói rõ ràng là con đã lấy bớt một phần bố thí, bây giờ thầy quan hỷ thì thầy nhận cái số còn lại, thầy không quan hỷ thì con sẽ bù cái này vô cho thầy. Và ảnh phải nhận được sự quan hỷ của người gửi tiền cho ảnh cúng và cái người nhận đó mới được, thì cái việc đó mới làm đúng, còn không là hổ dụng của thường trụ tam bảo. Người ta nhờ ảnh làm chuyện này, ảnh làm chuyện khác là không được rồi. Cho nên phước của cái người cúng dường thì có, và ảnh làm chuyện đó ảnh cũng có phước, nhưng ảnh sẽ thiếu nợ cái khoản đó. Cho nên ảnh làm vậy là nó chưa có đúng lắm. Tốt nhất là ảnh cho xong thì ảnh phải nói. Nhưng mà thầy nghĩ bây giờ là có cái điện thoại đó, dễ lắm, mình gọi điện mình hỏi liền, hỏi cái người mà gửi mình đi cúng đó. Cái người gửi đó, tôi thấy bây giờ người này khổ quá, tôi có thể tôi lấy 10 ngàn tôi cho người này trong 50 ngàn đó được không? Anh đồng ý tôi cho, anh đồng ý thì thôi, còn tôi đang có tiền đây thì tôi cho. Mà thầy nghĩ thật ra nếu như mình mà chuyển là phải chuyển cho nó đúng, chuyển cho nó đúng. Còn cái duyên của mình gặp cái người bố thí đó là cái duyên của mình. Mình bố thí mình có phước, tự nhiên người ta đang muốn cúng chùa mà mình lấy cái đó mình ép qua bố thí, nó không đúng với là cái tâm của cái người phát đó. Thật ra khó lắm mà, chứ không phải giỡn đâu. Tại vì thầy có kinh nghiệm, thầy có kinh nghiệm này. Có mấy Phật tử gửi tiền phóng sanh. Quý vị biết đó, thầy đang trên đường mà đi phóng sanh, thầy thật ra tiền nó nhiều quá mà mua nó không có đủ, không có đủ cái số, không có hết cái số tiền đó. Mua cá nó không có hết, nó còn dư lại được mấy triệu. Thì thầy mới ghé vô một cái xóm nhà đó cũng nghèo, là thầy mua dép cho mấy đứa nghèo, mà cái người Phật tử cúng dường nó không đồng ý là không. Thầy, tiền là tiền con gửi phóng sanh, thầy muốn cho thầy bỏ tiền túi thầy ra thầy mua thầy cho.
thầy biết thầy sai. Mình làm giùm họ mà họ không quan hệ, mình biết mình sai. Thầy nói thầy đâu có chuyện gì đâu, cái vấn đề tiền phóng sanh nó còn dư đây nè, đó, thì thầy sẽ đi phóng sanh tiếp, đi tới chỗ khác để mua để phóng sanh tiếp nữa. Cho nên mình làm không đúng với lại cái tâm nguyện của cái người nhờ mình làm, mình sẽ thiếu nợ, sẽ thiếu nợ người đó. Và mình làm như vậy đó, trên mặt lý thì đúng nhưng mà sự thì nó không có đúng. Mình thấy người ta khổ mình giúp. Có nhiều người nói thì cúng chùa nó với bố thí thì cũng giống nhau, thấy ai khổ thì làm liền, gặp chuyện nào thì làm chuyện đó, chứ tự nhiên phải đợi đem tiền cho tới cúng chùa mà giờ người này chết rồi sao. Có những trường hợp vậy, nó thấy người này bệnh chết nè, nó thì mình vẫn có thể giúp cho họ cứu được, nhưng mình phải được sự đồng ý của cái người cho bằng mọi cách mình liên lạc. Thầy nghĩ thời đại này nó dễ lắm, có khó khăn để liên lạc với nhau không? Rất dễ, chứ không phải như hồi xưa, phải không? Có điện thoại mà ít nhất mình cũng liên lạc được với người đó, và ít nhất mình cũng tới cái chùa đó, mình cũng phải tìm cho được cái chỗ đó để mình thưa, thì mình mới không có bị lỗi. Đó là cái ý của thầy, mà không biết quý vị nghĩ vậy nó có được không. Rồi còn câu thứ hai, chứ thầy ở chùa mà thầy nghe nói bớt tiền cúng chùa là thầy không chịu, phải không sư? Con là thẳng thắn lắm, con nói liền. Nhưng mà quý vị biết á, tiền Phật tử gửi vô phóng sanh đi bố thí rồi, chùa mà nhận vô nó cũng mệt ghê lắm. Lúc nào chùa cũng lỗ hết, nói lỗ lời ra mình thấy nó kỳ chứ. Lúc nào cũng phải bù hết á. Tại nhiều khi Phật tử gửi bố thí đó, quý vị biết nhiều khi có nhiều người ta không có để ý. Đâu phải là mình mua đồ có mình đi bố thí liền đâu, xe đâu chở đi, phải không? Xe ở đâu mà chở cái đồ này đi tới cái chỗ đó bố thí, phải có xe. Đó. Rồi cái số người đi đó cũng phải đi một buổi, một ngày, hai ngày cũng phải ăn, rồi cũng phải ở, rồi tiền nó đâu ra. Cho nên có nhiều người thì khéo lắm, tính luôn cái phần đó. Nhưng có người không tính thì chùa cũng phải lo. Mà chậm trễ một chút thì Phật tử lại không vui, mà chệch rồi lại mang tiếng là nói là chặn lại, bớt lại, xới bớt là chỗ. Thầy nghe đó thầy mệt. Hồi xưa chùa thầy là một tháng đi bố thí một lần á, đi từ thiện lần, sau này khỏi đi, chùa có cho hết thôi, của chùa đem ra cho. Cuối tháng chùa tổng kết lại 5 bao gạo để là chùa dư nhiêu đem cho, 30 thùng mì để là chùa dư như đem cho, dầu đường bột ngọt có hết thôi, còn ai muốn phụ được gì thì cứ đem vô hùng vô cho, không là thôi khỏi. Đi làm mệt mắc dịch đi, ở nhà mà thầy có đem hết không, có đem cho hết không, thầy nó muốn hết không hết đi tới đây kiểm tra đi con, hay là cần thầy làm bản báo cáo thầy đem ra công an xã xác minh. Thầy đánh đá lắm chứ đâu có hiền lành. Rồi câu thứ hai, xin mời quý vị. Dạ hết rồi hả? Dạ. Rồi quý vị còn thắc mắc gì nữa không? Dạ thầy mời con. Hả? Dạ, chuyển cái mic xuống giùm đi con. Con kính bạch thầy, con muốn hỏi về vấn đề như cô bé 13 tuổi như nãy thầy nói, rồi trường hợp nó khuyên ba mẹ nó là ly dị, như vậy thầy giải quyết như thế nào để cho cô bé 13 tuổi đó và mẹ nó được an lành hả? Dạ. Này muốn khai thác thông tin đúng không? Cái này là thuộc dạng bí mật quốc gia, nghệ thuật người ta. Thì thầy có nói chuyện với lại cái cô bé đó, thầy mới hỏi nó. Thầy hỏi nó, thầy nói, yêu cầu nó phải trả lời thiệt cho thầy biết là có phải chăng nó đã có bạn trai. Nó không hẳn thầy. Bạn là chẳng qua là bạn gặp nhau chơi vui vậy thôi, chứ không phải là bạn trai. Thầy nói không. Tại vì khi thực sự mình có trái tim rung động với một đối tượng khác thì mình sẽ bực mình với những ràng buộc kiềm chế của người thân trong gia đình. Khi mình không có tình cảm với người khác thì gia đình sẽ không ràng buộc. Tại vì sao? Thì thường ngày cha mẹ nó vẫn đưa nó đi học. Bây giờ nó không thích cha mẹ đưa đi học, nó tự đi. Thường ngày cha mẹ nó mua quần áo về cái gì nó bận lấy, bây giờ nó không chịu, nó phải tự đi mua. Có phải là nó đã bắt đầu ấy rồi không? Phải không? Nó đâu có qua được thầy. Trời ơi, tâm lý thầy đã học rồi mà. Tuổi này là tuổi tiên tuổi mà bắt đầu nó muốn tìm hiểu.
thì nó có những cái cảm xúc nó bất chợt và nó thoáng trong cuộc đời, thầy chỉ hỏi nó một câu thôi, nó chối liền. Hành động chối của nó lại tố cáo nó mạnh hơn rằng nó đã có tình cảm với một người khác phái. Cho nên nó không thích cha mẹ nó ràng buộc nó nữa, nó không thích cha mẹ nó phải xen vào cuộc sống của nó nữa. Thầy mới lắc đầu, thầy nói con nói không thật, cho con nói lại một lần nữa. Phải chăng vì cha mẹ của con cấm đón con, ngăn cản con mà con mới có những thái độ nổi loạn như thế không? Cúi đầu, gật đầu liền, chấp nhận liền. Quý vị biết nó khai ra, nó nói là mẹ nó đi tới tìm gặp đứa bạn nó và nói cho bạn nó biết là bạn nó không được tiếp xúc với nó nữa. Rồi bạn nó mới kể lại cho nó nghe, vì khi mẹ nó tới nói với bạn trai nó thì có một đứa bạn khác là bà Tám thấy, nói cho nó nghe, nó mới hỏi với bạn trai nó thì bạn trai nó mới kể cho nó, và nó hứa, bạn trai nó bắt nó phải hứa là đừng nói lại cho mẹ nó nghe, mẹ nó buồn, cho nên bạn trai nó đang tìm cách để xa lánh nó. Cho nên bây giờ nó chọn giải pháp là im lặng, không nói chuyện với mẹ. Thấy không quý vị? Đi đâu loanh quanh nữa, vô trong một cái trạng thái tâm lý nó là bây giờ nó cảm thấy là nó không được thoải mái, nó không được tự do và cha mẹ nó can thiệp nó. Cho nên nó tuyên bố thẳng là con không thích ba mẹ quan tâm tới con nữa, con lớn rồi, con tự biết để con sống như thế nào cho nó bình yên. Vẫn là như vậy thôi, thầy mới nói như thế này: con ơi, bạn bè mà qua đường đó có cả trăm cả ngàn, cha mẹ con chỉ có một mà thôi, con phải biết điều này. Thầy mới có một người bạn mới gọi điện hỏi thăm thầy hồi sáng, nhưng chiều nay người nhà nó báo cho thầy biết nó đang chết, nó đã ngã gục chết trên bàn làm việc vì đột quỵ. Như vậy con có tin chắc rằng khi con được tự do đi chơi với bạn bè, ngày con trở lại ba mẹ con có còn hay không? Bây giờ con không thích ba mẹ, con phải đưa đón đi học, nhưng tới lúc đó con có nói ngàn lời thì sẽ không bao giờ có cảnh ba con đón con trước cổng trường và mẹ con nấu cơm chờ con về, không có đâu con. Bạn bè nó vui vẻ với con vì sao? Vì con đáp ứng được yêu cầu của nó. Con không đáp ứng yêu cầu của nó, con sẽ là người ngoài cuộc ngay tức khắc. Nói đơn giản là lên đường hay là bấm nút biến đi con. Chỉ có cha mẹ con mới là cái nơi để cho con quay trở về, dù con đau khổ nhất trên cuộc đời này. Chứ còn con thất bại chưa chắc bạn bè con bảo bọc cho con. Bây giờ nó sẵn sàng nó mở rộng vòng tay, hay đó là một bờ vai yên ấm để cho con tựa đầu vào. Xin lỗi, với điều kiện nha con, con không đáp ứng điều kiện đó là con không có cơ hội đâu. Đầy thẹn của nó xấu bạn con. Nhưng thầy biết ở cái tuổi trẻ bồng bột của con có quyền chọn lựa. Nhưng con phải biết chọn chỗ nào là chỗ an ổn nhất và nơi đâu là nơi chia sẻ thật tình nhất đối với con trong cuộc đời này vốn luôn thay đổi. Ngạm qua tay chân con lành lặn, còn bữa nay con rạch nó cắt nát hết, con thấy không? Chính cơ thể con người con nó còn thay đổi trong từng phút giây, thì hỏi chi đến những người khác, ba mẹ của con lớn tuổi rồi, đâu có biết lúc nào là khỏe, lúc nào là bệnh. Con phải nhận ra được điều này. Thầy không phải như ba mẹ con mà cấm đón bạn bè, nhưng sở dĩ con thấy ba mẹ con cấm đón bạn bè là tại vì con sợ mất đi mối quan hệ của bạn bè mà con thấy cấm đón. Thực chất là ba mẹ con vẫn quản lý và tiếp sức cho con, giống như một ông lái đò đưa khách qua sông mà không cần người khách đó quay trở lại bến sông xưa mà gửi lời tri ân đến ông lái đò. Không có. Khi thầy nói vậy nó khóc, nó ngồi nó khóc, nó chỉ im lặng thôi. Thầy nói một bước chân của con ra đi, con yêu cầu ba mẹ con không quan tâm, ba mẹ con thầy nghĩ chắc cũng thương con đáp ứng. Hỏi ba mẹ con ngồi ở nhà có làm ăn gì được không, hay phải nhờ người này nhờ người kia, phải để ý tiếp tục. Tại vì biết chắc rằng con đường của con đi sẽ không bình an, vì con đường đó ba mẹ con đã đi qua. Biết không bình an cho nên mới cản con, chứ không phải là áp đặt. Con đừng nghĩ như vậy, không có cha mẹ nào áp đặt con cái hết. Cho nên bây giờ con nên nói với ba mẹ con một cách khách quan và tôn trọng ba mẹ, những suy nghĩ của con. Và khi ba mẹ con nói lại, con cũng phải nghe những suy nghĩ của ba mẹ con một cách bình đẳng. Nói một lần đi,
Cuối cùng nó hứa, nó nói con sẽ nói chuyện với ba mẹ con. Quý vị nghĩ coi, nó con nít á, trời ơi thầy thấy thầy mệt quá. Quý vị biết cái mặt của nó đanh đá, nó nghiêm cái mặt nó lại, mà cái mặt nó lạnh mà chì, nó làm sao đó là thấy thôi trời, đúng là mình đi tu là quyết định đúng đắn, chứ ở nhà chắc khổ chết đi. Kiểu đó không dạy được, thầy thấy không dạy được đó. Cha mẹ nào không lo phải không? Nó đi học là phải ở nhà lo rồi, lo nó sợ cặp bè với thằng đó, mà cái thằng đó là thằng xì ke nữa, mới bị công an bắt nữa. Nó mà nó lại đổ thừa là mẹ nó kêu công an bắt, tại vì bạn của mẹ nó là cái anh trưởng công an của xã đó. Nó là hiểu lầm là mẹ nó kêu công an bắt thằng này dằn mặt nó, cho nên nó mới quyết định ly khai. Nó nói nếu không mà như vậy là nó sẽ bỏ nhà nó đi bụi. Mình giận quá thì mình nói đi thì mày đi, nhưng mà cha mẹ nào chấp nhận cho con cái mình đi? Không có người cha người mẹ nào mà đồng ý cho con của mình còn nhỏ mà rời khỏi vòng tay của mình hết. Mà khổ nó mấy đứa nhỏ này, nó muốn thoát ly, nó tưởng nó đi nó sẽ bình an. Trời, không có đâu con, đừng chắc ăn ba bó một dạ. Không có đâu, nó yêu thương mình có điều kiện hết. Cuối cùng khi nó phát hiện ra thì nó đã xong một đời lầm lỡ. Đó khổ lắm, để lại một cái ấn tượng suốt cả cuộc đời không thể nào nguôi ngoai được. Đó, cho nên là nó hứa với thầy là nó sẽ nói chuyện với ba mẹ nó, và nó không có làm những cái hành động đó nữa. Chắc có lẽ hết giờ. Vâng, xin tạm biệt và chúc quý vị được an lành. Xin mời quý vị đến dạy hồi hướng. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa quý Phật tử trong và ngoài nước, sau năm tháng chuyển tải lời kêu gọi trợ duyên góp sức cho Phật sự lớn di dời viện chuyên tu đến chư tôn đức và bà con Phật tử xa gần, chúng con vô cùng cảm kích trước tấm lòng chân thành chia sẻ cũng như sự nhiệt tình ủng hộ tài lực, vật lực và thân lực của quý Phật tử các giới đã giúp cho chúng con thực hiện được giai đoạn đầu của Phật sự trọng đại này là mua được đất để chuẩn bị cho cuộc di dời đúng theo dự kiến quy hoạch giải tỏa của địa phương sắp tới. Công đức lớn này có được là hoàn toàn nhờ vào lực hộ trì của Tam Bảo cùng với sự đồng lòng chung tay chung sức của chư tôn đức cùng với Phật tử khắp nơi. Chúng tôi hết sức cảm động khi nhận từng đồng tiền vẫn còn ẩm mồ hôi của những bà mẹ quê mà cả đời chưa từng rời gánh rau giữa chợ xa, của anh công nhân đang thắt lưng buộc bụng với khoản tiền công ít ỏi vẫn dính lại một chút tham gia công đức cúng dường. Rồi còn đó, bao Phật tử chật vật chạy gạo từng buổi cơm mỗi ngày, những cụ già nhịn ăn bớt uống lặng thầm bên khung cửa. Rồi các em học sinh chắc chiêu từng đồng cắt ống heo, mỗi người một hoàn cảnh, nhưng đều chung tâm niệm phát tâm cúng dường, đóng góp cho Phật sự lớn của viện chuyên tu. Một người một mét đất, hai người một mét đất, rồi ba bốn người chung một mét đất cúng dường. Những khoản tiền nhỏ nhoi nhưng chất chứa trong đó là cả tấm lòng chí thành chí kính hướng về Phật pháp, đầy ắp cái tình cái nghĩa đối với nhau của người học Phật trong cơn bỉ cực.
chúng tôi chỉ biết cúi đầu đảnh lễ Tam Bảo mười phương, xin hồi hướng công đức phước báo cúng dường đến hết thảy chư vị. Xin kính đến chư tôn đức và toàn thể Phật tử lời tri ân ngàn trùng, và chúng con chúng tôi mong có ngày được kết cỏ ngậm vành. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị Phật tử, nay đất đã có, giai đoạn sắp tới là phần xây dựng. Trong suốt thời gian qua, gần như ngày nào chư tăng và Phật tử viện chuyên tu cũng đều có mặt trên mảnh đất hoang sơ này mà thi gan cùng sương gió. Lúc làm cỏ, khi phát hoang, người lăn đá, kẻ đốn cây, dù nắng táp mưa chang cũng không lời than tiếng thở. Mồ hôi của mọi người đã thấm đẫm từng ngọn cỏ vạt đất của khu đất mới giữa rừng cao su Lộc An này, và lòng ai cũng vui mừng khi nghĩ đến một hình ảnh ngôi chùa uy nghiêm làm chốn tu tập cho bao người sẽ hình thành trong tương lai. Nguyện đã lập, chí đã nêu, và sức lao động cũng đã sẵn sàng, nhưng tài lực thì vẫn còn rất thiếu thốn. Ngôi chùa mới vẫn chỉ đang là mảnh đất rộng phơi mình cùng mưa nắng phủ vàng. Nhìn bà con Phật tử còn nhiều lam lũ, đời sống kinh tế còn quá khó khăn, nay phải kêu gọi tiếp tục sự phát tâm trợ duyên giúp sức của mọi người, quả là một việc làm cắt ruột cắt gan đối với chúng con. Bao nhiêu chiếc lá vàng rụng trong vườn chùa là bấy nhiêu nỗi thống thiết u hoài, bao nhiêu dòng nước chảy qua con suối Khế này là bấy nhiêu nỗi khắc khoải ngút ngàn. Chỉ có chư Phật là người thấu rõ nỗi lòng này. Một lời thiết tha thốt ra thì sỏi đá vô tri cũng mỉm cười. Một giọt nước không làm nên biển lớn, nhưng vạn giọt nước nguồn sẽ khơi thông cả đại dương mênh mông. Chúng con chỉ biết gửi niềm tin vào sự chứng minh của Tam Bảo, đức gia tâm chú nguyện của chư tôn đức, cùng tấm lòng giúp sức của Phật tử khắp nơi sẽ biến thành động lực và phương tiện trợ duyên cho chúng con sớm hoàn thành tâm nguyện kiến tạo ngôi Phạm Vũ viện chuyên tu, để ổn định nơi chốn tu tập, tiếp tục hoằng dương chánh pháp, lợi lạc quần sanh. Chúng con kính mong thay. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Thank you.